Ở đây nó có nghĩa là bốn sáu cái căn của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì sáu cái căn ấy được gọi là sáu xứ, và trong sáu xứ đấy nó chỉ chứa đựng danh và sắc thôi. Danh và sắc nó đều ở trên sáu cái căn môn này. Ví dụ trên mắt của mình nó không có danh, nó là cái tâm độ của ngũ môn đó, thuộc về hàm cảnh sắc. Nó nhận biết các cái sắc trần. Ở tai mình thì nó có cái nội ngũ môn hàm cảnh thanh, nó nhận biết các cái âm thanh. Ở mũi thì nó nhận biết cảnh về mùi, và ở lưỡi thì nó nhận biết cảnh về vị, và ở thân thì nó nhận biết ở cái sự xúc chạm, và ở ý thì nó nhận biết tất cả các cái cảnh ở trên. Và ý thức nó là cảnh pháp, nên tất cả những cái gì tất cả các cái pháp quá khứ hiện tại vị lai, gọi là pháp tục đế, pháp chân đế, thì nó đều được nhận biết bởi ý thức. Thì cái ý thức nó sẽ hoạt động rộng nhất trong tất cả các căn. Thì đấy được gọi là sáu căn, hay còn gọi là sáu xứ, là cái sáu chú xứ của danh sắc. Đấy, tức là sáu chú xứ của thân và của cái tâm của mình, các cái tâm nó sinh khởi ngay từ đó. Thì ở trong này thì danh và sắc nó nhân duyên cho nhau. Ở danh danh thì nó cái danh sắc duyên sáu xứ này là vậy. Sáu xứ các cái lỗ tâm nó sinh lên từ sáu căn, và nó được hỗ trợ bởi nhau bởi cái danh và sắc. Vì danh nó hỗ trợ cho danh, như các cái tâm sở nó hỗ trợ cho thức, hay là thức hỗ trợ cho tâm sở, danh nó làm duyên cho sắc. Tất cả các cái tâm nó sinh lên thì nó lại làm duyên cho cái sắc đấy. Các cái tâm nó sinh lên thì nó lại tạo ra các cái sắc, nó hỗ trợ cho các cái sắc rồi đấy lại tiếp tục được sinh trưởng, lại sinh lên. Và sắc nó sinh lên thì nó lại làm nhân cho danh, và sắc nó cũng làm duyên cho sắc, và danh sắc thì làm duyên cho thức, danh và sắc làm duyên cho thức xứ. Thì đấy được gọi là danh sắc duyên cho lục nhập, tức là sáu căn. Thì lục nhập hay còn gọi là sáu xứ thì nó có nội xứ và ngoại xứ. Nội xứ là ví dụ như con mắt của mình là nội xứ, ngoại xứ là cái cảnh sắc ở bên ngoài. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý thì đấy được gọi là nội xứ. Còn các cái cảnh ngoại xứ ở bên ngoài như là sắc, thanh, hương, vị, xúc, đấy là các cái ngoại xứ ở bên ngoài. Để nội xứ với ngoại xứ nó gặp nhau thì nó sẽ sinh ra thức xứ, gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỵ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Như thế này gọi là danh sắc và duyên cho sáu xứ, hay còn gọi là lục nhập. Lục nhập là sáu xứ đấy. Danh là các tâm sở, sắc là cái sắc căn đấy, lục nhập là thức. Ví dụ như bởi sự sinh của sắc tục sinh, thức tục sinh sinh, hay là bởi sự sinh của sắc hữu phần, thức hữu phần sinh. Sự sinh của sắc tâm tử thì thức tâm tử sinh. Sự sinh của sắc ngũ môn thì thức ngũ môn sinh. Bởi sự sinh của danh sắc nhãn thức thì thức ở nhãn thức nó sinh. Bởi sự sinh của danh sắc tiếp theo thì thức ở tiếp theo nó sinh. Thì trong cái lúc mà một cái hành giả mà thực hành cái pháp thiền để quán, là cái người đó sẽ tuệ chi được từng các cái tâm nó sinh lên ở các căn môn như vậy, và những cái tâm nào là nhân và nó sinh ra cái tâm nào là quả, hay là danh và sắc nó làm nhân nó sinh ra các cái tâm thức ở đấy là quả. Một cái nhãn thức của mình nó sinh lên nó là do cái nhân, đó là nó do con mắt của mình và do cái cảnh sắc ở bên ngoài thì nó mới sinh lên. Thì đấy được gọi là danh sắc duyên cho sáu sự. Thì hành cái này thì vì đó mới hiểu ra được là ở các cái căn môn của mình nó có các cái nội tâm thức nó sinh khởi ở đây. Tất cả các cái tâm tâm quả ở quá khứ, tức là những cái nghiệp thiện nghiệp bất thiện mình đã tạo ở trong quá khứ, khi mà nó cho ra quả thì nó cũng cho quả ở sáu căn môn này. Ví dụ như là một cái người ở trong quá khứ tạo nhiều cái thiện nghiệp, và bây giờ những cái nghiệp thiện đấy nó trổ quả trong cái đời sống thường nhật. Nó trổ quả một lần là cái lúc mình đi tục sinh, là nó cho mình cái quả tái sinh trở thành một con người.
Và những cái nghiệp còn lại thì nó sẽ hỗ trợ cho cái kiếp người đấy được tồn tại bằng cái cách nó luôn luôn trổ quả trong những cái nghiệp mà mình đã tạo trong quá khứ. Cho nên là những cái lúc này mình thấy những cái cảnh tốt, có lúc mình thấy cảnh xấu, có lúc mình nghe cái âm thanh tốt, có lúc mình nghe âm thanh xấu. Rồi mũi cũng vậy, người hương nữa, nếm vị thân xúc chạm như thế, các cái cảnh mà mình tiếp xúc hàng ngày là do quả của những cái nghiệp thiện nó trổ thì mình được luôn luôn tiếp xúc với những cảnh tốt, và quả của những cái nghiệp bất thiện nó trổ thì mình sẽ luôn luôn được thấy những cái cảnh xấu, những cái cảnh mình không được hài lòng. Để được gọi là danh sắc nó duyên cho lục nhập, thì một cái người mà tuệ chi như vậy, mình quán chiếu như vậy thì mình sẽ có được cái trí tuệ, mình hiểu đúng về về cái thân và cái tâm của mình, về cái danh và cái sắc này, bớt mình sẽ bỏ đi được những cái tà kiến, bỏ đi được những cái tà kiến như là con người ta cho rằng là ở trong cái thân này nó có một cái linh hồn, và người ta nghĩ rằng là linh hồn đấy sẽ lìa ra khỏi thể xác sau khi chết, và mình nghĩ là có cái linh hồn nó ẩn núp ở trong cái thân này. Rồi là có, hoặc là có cái người người ta tin vào là có những cái năng lực mà mình lễ bái mình có thể cầu xin được những cái điều lành, hay là mình gặp những cái điều gì không tốt thì mình hay nghi ngờ hay hoang mang hay lo sợ, mình thường cho rằng có ai đó đang trừng phạt mình, hay là mình gặp một cái điều gì đó mình lại cứ nghĩ rằng đó là có người đang ban phát cho mình. Còn nếu mà mình hiểu ra được cái sáu căn, sáu trần và sáu thức này, hay là sáu xứ, nội xứ, ngoại xứ, thức xứ, nó có cái nhân, có cái duyên, nó hỗ trợ lẫn cho nhau để nó sinh lên, thì lúc đấy mình mới biết được là có những cái tâm thức nó sinh lên ở các căn, nó do những cái nghiệp ở trong quá khứ, và có những cái tâm thì nó do cái tác ý, cái nhận thức, cái hiểu biết ở trong hiện tại này. Vậy thì ở trong sáu căn này cũng là cái nơi mà mình gặt hái những cái quả của các cái nghiệp ở trong quá khứ, mà cũng ở trong sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, bằng cái sự hiểu biết, bằng cái tri kiến, bằng cái nhận thức ở hiện tại này, thì mình lại đang tích lũy những cái nghiệp ở cho những cái kiếp về tương lai về sau này. Nếu như mình với một cái con mắt của mình nhìn một cái cảnh sắc thôi mà mình có cái sự hiểu đúng với sự thật của nó, thì lúc đấy nó sẽ khởi lên những cái tâm thiện tâm hay là những cái tâm chân chay, thì nó sẽ để lại những cái thiện nghiệp, nó tích lũy lại những cái thiện nghiệp cho sau này. Cũng là cái cảnh đấy, mình nhìn những cái cảnh đấy nhưng mà mình khởi lên những cái tâm bất thiện, như là mình tâm tham hay tâm sân, thì nó sẽ để lại những cái nghiệp bất thiện, là nó lại tích lũy lại những cái nghiệp bất thiện cho sau này. Sáu căn với sáu trần nó là cái nơi mà mình vừa tiếp nhận những cái quả ở quá khứ, mà mình vừa gieo tạo cái hạt giống cho tương lai. Vậy thì cái người mà hiểu ra được sáu căn sáu trần thì cái người đấy mình sẽ biết cách thu thúc được các cái căn môn của mình, và biết cách tác ý, như lý tác ý, tức là tác ý một cách chân chánh khi mỗi khi mình tiếp xúc với cảnh trần. Và mỗi khi mình tiếp xúc với những cái cảnh trần này, nó sẽ để lại những mình đã tạo tác các cái nghiệp gì, thiện nghiệp hay ác nghiệp khác nhau, do cái sự hiểu biết của mình. Nên là cái tuệ chi được danh sắc duyên sáu xứ rồi, thì mình cũng có một cái, đó là mình phá vỡ ra được cái khối tưởng, mình phá vỡ ra cái khối tưởng về chúng sinh, về con người, về tự ngã. Lúc đấy mình sẽ thấy là thì là cái thân này nó chỉ là danh và sắc, nó ở các căn này, mắt tai mũi lưỡi thân và ý, các cái căn môn đấy mình chia sẻ mổ xẻ ra, thì mình sẽ thấy ở trên đó những cái gì thuộc về vật chất thì được gọi là sắc, những cái gì nó thuộc về là tâm thức, thuộc về tinh thần thì nó được gọi là danh, và nó chỉ có hai cái trạng thái đó là vật chất và tinh thần nó đang tồn tại. Và khi mà mình mổ xẻ ra, mình sẽ thấy nó không có một cái, nó không có một cái tướng trạng cụ thể nào, mà nó chỉ là một cái sự tổng hợp, một cái sự kết hợp giữa cái danh sắc với nhau. Rồi mình tự nhận cái danh sắc đấy là ta, là của ta, là tự ngã của ta, đấy được gọi là một cái tà kiến.
Còn khi mình hiểu ra rằng là đó nó chỉ là cái sự vận hành của danh sắc và sự vận hành của các cái thiện nghiệp và ác nghiệp thông qua cái danh sắc này, thì mình sẽ thấy được là cái gì nó thuộc về chất vật chất đó chỉ là tứ đại đất nước lửa đó, còn cái gì mà nó thuộc về tâm thức thì nó chỉ là cái trạng thái của tinh thần, nó chỉ là cái trạng thái của tâm thức, nó luôn luôn sinh lên và diệt đi. Để thì cái người mà cứ quán như vậy thì mình sẽ giảm bớt đi được cái tham ái, tham ái đối với cái nội xứ ở bên trong, tức là bớt đi được cái tham ái đối với sắc mắt tai mũi lưỡi thân ý ở bên trong, và nó bớt đi được cái tham ái đối với này, cái cảnh trần ở bên ngoài là sắc thanh hương vị xúc. Thì mình chỉ biết là đấy là cái những cái căn và cái cảnh nó có cái sự cuốn hút, nó có cái sự thu hút lẫn nhau, nó ưa thích hoặc là chán ghét đối với nhau. Thì nó theo một cái quy luật là do là những cái vô minh hoặc là do cái trí tuệ hiểu biết khác nhau, cho nên nó sinh ra những cái trạng thái tâm thức khác nhau. Thì mình sẽ thấy là nó không có cái ta ở trong cái căn và cái cảnh đấy. Nhưng cái người mà giác ngộ hiểu ra được cái đấy, cái người đấy sẽ từ từ giảm bớt đi được cái chấp thủ đối với lại năm uẩn này. Như là khi mà Đức Phật còn đang đi thuyết pháp, lúc đấy hay là có một cái vị này vốn trước kia thì đi theo ngoại đạo này. Sau đó thì cái vị này có một cái người thân là một cái vị chư thiên, được nghe Đức Phật thuyết pháp, và vị chư thiên này muốn làm lợi ích cho cái vị đạo sĩ này, để đến cái báo với cái vị đó rằng là ông hãy đi tìm Đức Phật, Đức Thế Tôn hiện đang thuyết pháp và ông sẽ được những cái lợi ích, được những công đức lớn. Thế là cái vị đạo sĩ này đi tìm đến nơi Đức Phật, và lúc ấy Đức Phật đang đi khất thực, thì cái vị này mới ôm chân Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, con có niềm tin với ngài, xin ngài hãy thuyết pháp cho con. Thế lúc đấy thì Đức Phật đang đi khất thực, thì Đức Phật nói là bây giờ không phải thời, thì như nay đang đi khất thực, nhưng mà bị đó cầu xin đến lần thứ hai và lần thứ ba, thì lúc đấy Đức Phật mới nói một cái câu pháp rất là ngắn gọn và vắn tắt. Đức Phật mới nói rằng là ông hãy thọ trì như thế này, đó là trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái ngửi chỉ là cái ngửi, trong cái nếm chỉ là cái nếm, trong cái xúc chỉ là cái xúc, chứ nó không có cái ta thấy, không có cái ta đang nghe, không có cái ta đang ngửi, không có cái ta đang nếm, không có cái ta đang xúc chạm vào đây. Thế thì Đức Phật chỉ nói rất là đơn giản thôi, mẹ thấy chỉ là cái thấy, không có cái ta mà đang thấy. Thế thì cái này là chỉ nói cho cái vị đó thấy được rằng là tất cả các cái căn, cái trần và cái thức của mình, cái sắc mà mình thấy, cái căn là mắt tai mũi lưỡi này, nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tướng ngã của ta. Cái cảnh sắc mà mình đang nhận thức ở bên ngoài, nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tướng ngã của ta. Cái tâm mà mình đang nhận thức ấy, mình đang nhận biết các cái cảnh mắt sắc thanh hương vị xúc, nó không phải là ta, không phải của ta, và không phải tướng ngã của ta. Cái lúc đấy nếu mà một cái người mà thể nhập được với cái chi kiến như vậy, là cái người đấy sẽ chấm dứt được sinh tử. Và cái vị này do đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp, cho nên cái trí tuệ nó chín mùi. Và vì nó chỉ nghe một cái câu pháp rất là ngắn gọn như thế, thì vị đó đã thể nhập được cái pháp này. Vị đó đã ngay tại cái chỗ đấy, vị đó đã chứng được đạo quả, đoạn trừ được sinh tử này. Thì trong cái pháp mà thực hành về thiền quán đó, về thiền tuệ, vị đó cần phải phân tích ra được cái danh sắc của sáu căn, và vị đó phân biệt được cái sáu căn, sáu trần, sáu thức, và thấy được cái danh sắc nó duyên lục nhập, tức là trong các cái căn môn đấy, các cái danh và sắc nó hỗ trợ cho nhau, nó làm nhân làm duyên cho nhau, danh nó làm duyên cho sắc, sắc nó làm duyên cho danh ở trên con mắt của mình. Nếu như con mắt của mình bây giờ mà không có cái tâm thức, nó không sinh khởi lên, lâu ngày nó sẽ bị đuôi mắt. Một người giờ mình cứ nhắm mắt xuống là cái tâm thức nó không, cái nhãn thức nó không sinh khởi lên được, thì là cái con mắt đấy dần dần nó cũng bị hư hỏng này. Mà cái con mắt, hoặc là con mắt nó bị hư trước thì cái nhãn thức đấy nó cũng không sinh lên được nữa. Cho nên là hai cái đấy nó phải hỗ trợ cho nhau, danh làm duyên cho sắc, sắc làm duyên cho danh, là như vậy.
Nên ở trong tai những nơi thân của mình cũng thế, ở trong các cái thân môn nên nó có các cái tâm thức. Nếu mà chỉ có một cái đó là nó thuộc có tâm mà không có cái sắc thân thì cái tâm này không, cũng không sinh lên được, mà nó chỉ có sắc thân mà nó không có tâm thì cái sắc đấy dần dần nó hư hoại. Nên bây giờ mình có cái thân này mà không có cái tâm thì là cái thân này nó cũng chết. Mà nếu mà một cái tâm mà không có thân thì cái tâm đấy cũng không sinh lên được. Như một người mất trái tim một cái là người đó chết ngay, thì các cái tâm nó nương vào sắc trái tim nó sinh lên, nên là nó không thể thiếu được. Và nếu mà không có cái trái tim mà không có tâm nó sinh lên thì trái tim cũng chết. Đến sáu căn duyên cho sáu trần, danh sắc duyên cho sáu xứ, nội xứ ngoại xứ đấy. Và bây giờ lại đến một cái chi nữa là sáu xứ duyên cho xúc, xúc ở đây nó là một cái sự xúc chạm, nó có những cái nó xúc chạm thuộc về vật chất, nó có những cái nó xúc chạm nó thuộc về tâm thức. Bây giờ các cái căn của mình nó sẽ tiếp xúc với các cái cảnh trần ở bên ngoài. Sáu xứ duyên cho cái sự xúc chạm, xúc ở đây nó có sáu loại xúc: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Có sáu cái tâm xúc như vậy. Thì xúc ở đây nó cũng được, nó là một phần của sự sống. Mà nếu như là bây giờ mình không có cái sự tiếp xúc này, mình không có cái những cái sự tiếp xúc giữa các căn và các trần thế này, thì mình sẽ không thể tồn tại trên cuộc sống này. Vì khi mà mình muốn tồn tại trên sự sống này, mình có bốn loại thức ăn. Đó là thức ăn về đoạn thực hay là thức ăn thuộc về thực phẩm để nó nuôi dưỡng ra cái sắc. Và có các cái loại thức ăn như là thức thực là cái tâm thức nó nhận biết các cảnh trần, xúc thực là cái sự tiếp xúc giữa các căn với các trần, và tư niệm thực hay còn gọi là các cái nghiệp. Tư có nghĩa là cái nghiệp, là các cái nghiệp quá khứ nó nuôi dưỡng cái danh sắc ở hiện tại, và mình đang tạo tác cái nghiệp ở hiện tại thì nó nuôi dưỡng danh sắc ở tương lai. Thì xúc thực là một cái nó rất là thiết thực nhé, là luôn luôn các căn của mình nó luôn luôn đi tìm những cái cảnh trần, và nó phải tiếp xúc với các cảnh trần ở bên ngoài. Tự nhiên mắt nó tiếp xúc với cái sắc thì nó gọi là nhãn xúc. Nên nếu mà bây giờ mình cứ ở trong một cái hoàn cảnh, mình cứ bị giam cầm ở trong một cái ngôi nhà, bị giam cầm ở trong một cái phòng giam, thì cái người đấy tại sao lại trở nên cảm thấy như là cái cuộc đời này trở nên vô nghĩa? Bây giờ một cái người nào đó mà người ta bị bắt, người ta bị trói, người ta bị giam vào trong nhà giam, thì cái điều mong muốn nhất của họ là cái gì? Chỉ mong muốn làm sao được ra khỏi cái nhà giam này, được ra khỏi cái nhà tù này. Tại sao lại mong muốn như thế? Bởi vì khi mà được ra ngoài rồi thì các căn nó được tiếp xúc với các cảnh trần ở bên này. Còn nếu mà mình bị trói, bị giam ở trong ấy, là các cái căn này nó bị đói, nó không được ăn, nó không được có những cái thức ăn, nó không có những cái sự tiếp xúc với những cái ngoại cảnh bên ngoài. Vậy cho nên là cái khuynh hướng của các cái căn môn hay là các cái tâm thức các cái tâm thức ở trong các căn là nó luôn luôn có cái khuynh hướng là phải đi tìm các cái cảnh để nó thỏa mãn cái sự tiếp xúc. Cho nên một cái người mà luôn luôn trưng bày những cái cảnh đẹp ở trước mắt ấy là cái người đó đang phục vụ cho cái nhãn xúc. Một cái người mà luôn luôn chuẩn bị những cái âm thanh hay là cái người đó đang phục vụ cho cái nhĩ xúc. Một cái người mà luôn luôn chuẩn bị những cái mùi thơm thơm tho đấy là mình đang phục vụ cho tỷ xúc. Một cái người chuẩn bị những cái món ăn ngon ngọt ngào dễ chịu là phục vụ cho thiệt xúc. Một cái người chuẩn bị những cái mịn màng đấy là phục vụ cho thân xúc. Và những cái người mà mình đang chuẩn bị rất là nhiều những cái tư tưởng, tiếp nhận rất là nhiều những cái tư tưởng khác nhau, hay là đi sâu vào những cái đời sống về tâm linh, thì cái người đấy đang phục vụ cho ý xúc. Nó có nhiều những cái cảnh xúc khác nhau như vậy, nên nó phải, cho nên là cái xúc là một cái không thể thiếu.
không thể thiếu ở trong cái cuộc sống hàng ngày này. Cho nên là xúc được cho là một trong những chi phần, được cho là một trong những cái mắt xích của cái dòng sinh tử. Vì xúc này cũng là một cái sự sống. Nếu mà một giờ một cái người chết là sẽ mất cái sự xúc này. Một cái người mà chết đi một cái là các căn nó không tiếp xúc với các trần cảnh nữa. Dù mình có banh mắt ra người ta không có nhìn thấy gì, dù mình có nói kêu vào tai người ta không nghe được, mất cái sự tiếp xúc, mình đụng chạm vào thân nó cũng tê liệt hết tất cả các căn một, thì cái người đó là mất đi cái sự sống. Bây giờ một người ấy, thì người ta có thể đóng được năm cái xúc này: nhãn xúc, nhĩ xúc, thị xúc, thiệt xúc, thân xúc. Nhưng mà người ta chỉ có sống bằng ý xúc, người ta vẫn có thể sống được. Người ta chỉ cần sống bằng cái ý thức của mình thôi. Cho nên là cái người nào mà phát triển ra được cái ý thức của mình ấy, phát triển cái người đấy có cái sự rèn luyện về ý thức cao ấy, thì cái người đấy sẽ có được một cái đời sống rất là lành mạnh. Và cái người đấy sẽ không bị thiếu thốn các cái cảnh trần, bởi vì cái người đó có cái ý xúc. Thì cái người đó mà sống ở trong một cái phòng gian biệt lập, họ vẫn không có sao, họ vẫn tự tại, vẫn an vui. Vì người đó có một cái đời sống nội tâm phong phú, thì cái ý của họ có thể khởi lên được những cái tư tưởng tích cực rất là cao. Ví dụ như là một cái người hành thiền là sống bằng ý xúc. Và thường thường những cái người đấy có thể sống ở trong những cái ngôi nhà tối tăm, trong những cái hang sâu, ở trong những cái căn biệt thất, nó có thể cách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng mà cái nội tâm của cái người đấy vẫn phát triển, vẫn phong phú, bởi vì là cái ý nó luôn luôn tiếp xúc với một cái cảnh pháp, là một cái đề mục tu tập ấy. Nên thậm chí cái người đấy sẽ trở nên nhàm chán đối với lại các cái sự tiếp xúc với các cái cảnh khác, nhàm chán tiếp xúc với cảnh sắc thanh hương vị xúc, và chỉ còn ưa thích đối với một cái cảnh đó là nó thuộc về ý xúc. Thì sáu xứ nó làm duyên cho xúc. Thì xúc ở đây có rất là nhiều các cái tâm khác nhau. Tất cả những cái tâm mà nó nằm ngoài tiến trình như tâm tục sinh, một cái người bắt đầu đi tái sinh là đi tái sinh bằng ý. Cái tâm ấy, cái ý nó tiếp xúc với cái một cái cảnh cận tử nghiệp, tâm hữu phần, tâm tử. Ba cái tâm này nó tiếp xúc với một cái cảnh đó là cận tử nghiệp. Tâm ngũ môn hướng tiếp thâu suy xét xác định chavana, tâm đăng ký và tâm ý môn hướng. Thì tất cả những cái tâm này nó đều thuộc về ý xúc. Tất cả những cái tâm gì mà nó sinh lên từ ở sắc trái tim thì nó đều được gọi là ý xúc. Còn những cái tâm gì mà nó được sinh lên từ trên con mắt thì nó được gọi là nhãn xúc. Những cái tâm nó sinh lên ở tai nó là nhĩ xúc. Ở tị thiệt thân thức, ý thức. Nên cho nên nó có gọi là sáu xúc. Thì sáu xứ, đây là nội xứ và ngoại xứ, để nó duyên cho xúc. Và cái khi mà một cái người mà bị đó dùng cái trí tuệ của mình để quan sát các cái sự tiếp xúc này, thì mỗi xứ thì nó sẽ được mỗi một cái căn môn, hay còn gọi là được một cái xứ nội, thì nó gồm có nội xứ, nó là nội sắc xứ. Ví dụ ở trên con mắt thì nó là nhãn tịnh sắc, hay là cái con người ở nằm ở giữa con mắt của mình đó, rồi cái đấy nó được gọi là sắc căn. Nội danh xứ là các tâm sở, và nội thức xứ là thức. Thì nó có ba cái loại đấy. Sáu ngoại xứ là sắc thanh hương vị xúc. Ngoại xứ là những cảnh bên ngoài hay là những đối tượng của nội xứ. Tất cả các cái tâm, 52 tâm sở và 16 sắc tế được gọi là pháp xứ. Sắc thiệt tin thuộc về sắc tế cũng được gọi là pháp xứ. Nên khi mà nói đến sắc xứ hay là nhãn xứ, nhĩ xứ, tị xứ, thiệt xứ, thân xứ, thì những cái này nó lại thuộc về vật chất. Nhãn xứ là con mắt, nhĩ xứ là tai, thị xứ là mũi, thiệt xứ là lưỡi, thân xứ là thân. Nhưng ý xứ thì nó lại không phải là, lại không nói đến trái tim, mà nó lại nói đến thuộc về vật tinh thần, vì nó được gọi là pháp xứ. Và cái tiến trình quán của nó thì một cái vị đó cần phải quán bắt đầu từ cái lúc đi đầu thai, tức là phải bắt đầu quán từ tâm tục sinh, ý xúc tục sinh,
di xúc hữu phần và di xúc của tâm tử. Thì để vị đó thể biết được rằng là cái trạng thái bắt đầu đi đầu thai, cái tâm nó mắc vào cảnh gì. Khi mà quán về các cái sự xúc này thì vị đó mới biết được tâm nào nó bắt cảnh đạt. Mỗi một tâm nó có cái cảnh của nó. Mỗi một cái căn nó bắt cái cảnh trần khác nhau. Vậy thì cái sự mà nó bắt các cái cảnh đấy, tức là nó có cái sự tiếp xúc với các cảnh. Ngay từ cái lúc mình bắt đầu đi đầu thai thì là tâm của mình nó bắt vào cái cảnh cận tử nghiệp, nó gọi là tâm tục sinh. Và sau đó trong suốt cái kiếp sống đấy, cứ lúc nào cái tâm của mình ngừng nghỉ thì nó lại rơi vào cái tâm tục sinh đấy, nó trở thành tâm hộ kiếp hay gọi là tâm hữu phần. Và suốt cái kiếp sống ấy, nó đều bắt vào cái cảnh này, cho đến lúc mình chết thì cái tâm tử nó cũng bắt vào cái cảnh đấy. Vậy thì cái tâm tục sinh, tâm hữu phần, tâm tử ấy, nó luôn luôn bắt một cái cảnh, đó là cảnh cận tử nghiệp. Nên là cái lúc nào mà ở cái giai đoạn mà một cái người ra đến cái giai đoạn cận tử nghiệp là cái giờ phút năm chung hấp hối, là cái ý của vị đó khởi lên một cái cảnh gì, tức là một cái hành động mình đã tạo một cái nghiệp gì đó ở trong cái kiếp sống đó hoặc là kiếp sống trước, thì là cái cảnh đấy nó sẽ trở thành cái đối tượng của cái tâm tục sinh, và cái cảnh đấy nó sẽ sinh lên trong suốt kiếp sống đó, nó trở thành tâm hữu phần cho đến lúc chết. Ví dụ như là một cái người bây giờ mình sinh được mẹ làm người, mà cái lúc chết ở cái kiếp trước mình bắt vào cái cảnh là mình đang bố thí, thì là lúc đấy cái cảnh mà mình đang bố thí đấy nó trở thành đối tượng của cái cận tử nghiệp. Và trong suốt cái kiếp sống này, cứ mỗi những cái khi nào mà cái tâm của mình nó ngừng nghỉ thì nó rơi vào tâm hữu phần hay tâm hộ kiếp, thì cái tâm đấy nó lại bắt cái cảnh đấy. Ví dụ lúc mình ngủ thì tâm nó bắt cái cảnh gì, cái lúc mình ngủ là tâm nó bắt vào cái cảnh mà mình đang tạo một cái nghiệp ở trong quá khứ. Ví dụ như là mình đang bố thí chẳng hạn, thì suốt ý kiếp sống đó, trong cái lúc nào mình ngủ là tâm nó cũng rơi vào cái trạng thái, nó hướng vào cái cảnh đấy và nó sinh khởi trên cái cảnh đấy. Nhưng mà cái lúc mà mình tỉnh dậy một cái là cái các căn của mình nó bắt vào các cảnh trần và mình không có thấy lại được cái cảnh này. Chỉ có người nào mà có cái sự thực hành về thiền tuệ, bắt đầu mình đi phân tích lại cái tâm tục sinh, mình phân biệt được các căn và mình thấy được các cảnh, thì mình mới thấy lại được cái cảnh mà tâm của mình nó đang bắt. Còn những người bình thường thì mình không có thấy được. Những người mà chưa có thực hành đến cái pháp thiền quán về duyên khởi thì mình không biết được cái lúc mà cái tâm hữu phần của mình nó đang bắt cảnh gì. Vì cái người nào phân tích đến tâm tục sinh thì mới thấy được cái tâm của mình nó đang mắc cảnh này. Còn tất cả các cái độ tâm khác như độ ngũ môn hướng, hàng cảnh sắc, thì nó có cái sự sinh của các cái pháp xứ và trái tim nên ý xúc ngũ môn hướng sinh. Về sự sinh của ngoại pháp xứ, nó là cảnh sắc nên là cái ý xúc ngũ môn hướng nó sinh. Sự sinh của thức xứ ngũ môn nên ý xúc ngũ môn sinh. Bởi sự sinh của danh pháp ngũ môn thì là ý xúc ngũ môn nó sinh. Một cái tâm nó sinh lên nó sẽ có bốn, một cái tâm xúc nó sinh lên nó có bốn cái nhân, nó bốn cái nhân mà nó mới tạo nên được một cái tâm xúc. Một là nó phải có một cái sắc căn, là cái sắc mà cái tâm nó sinh lên là nhân. Một cái ngoại cảnh ở bên ngoài, và nó có một cái tâm đó là tâm thức hay còn gọi là tâm vương và các tâm sở. Tất cả các tâm khác nó đều có bốn cái nhân. Tất cả những cái sự tiếp xúc giữa các cái căn với cảnh, một cái sự tiếp xúc giữa căn với cảnh thì luôn luôn có bốn cái nhân làm duyên để cho nó sinh lên. Tức là luôn luôn phải có một cái nhãn, một cái sắc căn, một cái sắc cảnh và một cái tâm vương và một cái và những tâm sở đấy được gọi là các cái nhân để tạo ra một cái tâm xúc. Trên nhãn thức thì nó có nhãn tịnh sắc hay là con mắt, nhãn vật hay là con mắt là nhân của cái nhãn xúc đấy. Cái ngoại cảnh tức là phải có cảnh sắc là nhân sinh ra nhãn xúc, và nó có cái nhãn thức nó sinh lên và các cái tâm sở của nhãn thức đấy nó sinh lên, và nó các cái tâm cái nhãn xúc đấy là quả.
Thế ở tai thì nó lại thế, ở tai thì nó có các cái nhân của cái xúc đấy, đó là có cái nội xứ, là cái tâm tiếp thâu sau cái tâm cảnh sắc thì nó có tâm tiếp thâu, tâm suy xét, tâm xác định. Các cái tâm khác thì nó lại sinh từ nên từ sắc trái tim, cho nên nó lấy sắc trái tim là cái nhân và cái ý xúc tiếp thâu là quả. Cũng là cùng ở trên một cái con mắt, nhưng mà chỉ có mỗi cái nhãn tịnh sắc nó sinh lên, là nó mỗi một cái nhãn thức nó sinh lên là nó nương vào nhãn tịnh sắc, còn tất cả các cái tâm mà nó đi theo sau thì nó đều nương vào sắc trái tim hết. Nhưng bây giờ mình hướng tâm đến một cái đối tượng ở bên ngoài, thì trong cái lúc mình đang khởi lên cái ý muốn hướng tâm về đối tượng này, thì cái ý đấy được gọi là ý môn hướng, cũng được gọi là cái hướng tâm, được gọi là cái tâm ngũ môn hướng. Cái tâm này nó sinh lên từ trái tim chứ nó không sinh lên từ con mắt. Sau đó thì cái con mắt của mình nhìn vào cái cảnh và nhận biết cái cảnh đấy, thì cái tâm mà nó nhận biết cái cảnh đấy thì nó sinh lên từ cái con mắt. Sau đó thì một cái tâm nó tiếp nhận cái cảnh đấy, thì cái tâm mà nó tiếp nhận cái cảnh đấy nó lại sinh lên từ trái tim. Cái tâm nó suy xét cái cảnh đấy thì nó cũng sinh lên từ trái tim. Cái tâm nó xác định cảnh này là tốt hay xấu thì nó cũng sinh lên từ trái tim. Sau đó nó khởi lên tâm thiện hay tâm bất thiện thì nó cũng khởi lên từ trái tim. Thì ở trên tai mình vậy. Bây giờ mình khởi lên cái ý là ta muốn nghe một cái gì đó. Khi mình khởi lên cái ý muốn đấy thì nó sinh lên từ trái tim. Và khi mà mình nghe thấy cái âm thanh nó đập vào tai, thì cái tâm mà nó nghe được âm thanh đấy là nó sinh lên từ tai. Sau đó một cái tâm nó tiếp nhận cái âm thanh đấy, mà tức là nó ghi nhận lại cái âm thanh đấy, tiếp thu, nó thu nhận cái âm thanh đấy, thì cái tâm này nó sinh lên từ tim, nó suy xét cái âm thanh này, nó sẽ suy xét, nó đánh giá cái âm thanh này. Thì cái lúc đấy mà nó đang suy xét cái âm thanh đấy thì nó cũng sinh lên từ tim, rồi nó xác định âm thanh này tốt hay xấu nó sinh lên từ tim, rồi là các cái tâm tâm thiện tâm bất thiện nó sinh lên sau cái sự suy xét đấy, nó cũng sinh lên từ ở sắc trái tim. Cho nên những cái tâm đấy nó đều được gọi là ý xúc. Và những cái nhãn xúc, nhĩ xúc, tị xúc, thiệt xúc, thân xúc thì nó sinh lên một rất là nhanh. Chỉ khi nào các cái cảnh, các cái căn nó các cái cảnh ở bên ngoài nó đập vào các căn thì là nó mới sinh lên. Còn lại tất cả những cái tâm khác nó đều được gọi là ý xúc. Nên là cái ý xúc nó là cái tâm nó thuộc về ý thức của mình, nó có cái sự tiếp xúc rất là lớn. Nó có thể cái ý xúc của mình nó có thể tiếp xúc được cả những cảnh ở quá khứ, cả những cảnh ở hiện tại và cảnh ở tương lai. Khi mà một cái cảnh gì đó nó đập vào trong mắt, thì mắt của mình nó tiếp xúc với cảnh đấy, thì đồng thời nó cũng đập vào ý thức, thì cái ý của mình nó cũng tiếp nhận cái cảnh đấy ngay, nó cũng tiếp xúc với cảnh đấy ngay. Và khi mà một cái cảnh đấy mà mắt mình chưa nhìn thấy nhưng mà ý của mình nó đã tiếp xúc trước rồi đấy, đó là gọi là cái tâm mà nó ý môn nó hướng, ý của mình nó hướng đến cái đối tượng đấy trước. Hoặc là cái cảnh đấy sau khi mà cái con mắt nó tiếp nhận, nó tiếp xúc xong rồi, nó sinh lên rồi nó diệt đi, thì cái ý thức của mình nó lại khởi lên, nó lại tiếp xúc với cái cảnh đấy nhiều lần nữa. Vậy nên là cái ý thức nó sẽ tiếp xúc rất là nhiều lần đối với một cái cảnh. Còn các cái căn như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì nó tiếp xúc trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, nó chỉ có một sát na nó sinh lên rồi nó diệt đi. Sau đó là cái phận sự còn lại là của ý xúc, tất cả những cái còn lại nó của ý xúc, mà tất cả những cái ý xúc này nó đều sinh lên từ ở sắc trái tim, nó đều sinh lên từ trong trái tim của mình hết. Thì khi mà phân tích ra như vậy thì mình mới hiểu ra được cái sự các cái căn, các cái cảnh, cái tâm nào nó sinh lên từ đâu, và nó các cái tâm nào và nó bắt cái cảnh này, tâm này nó bắt cảnh này, tâm này nó bắt cảnh kia. Thì mình phân tích mổ xẻ, chia sẻ như vậy thì dần dần nó cũng phá vỡ ra được những cái khối tưởng mình hay nhận nhầm những cái cảnh trần ở bên ngoài. Mình nghĩ là cái thân này, cái mắt, tai, mũi, lưỡi này là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Hay là mình có những cái ảo tưởng về cái linh hồn an trú ở trong thân này, và những cái cảnh trần ở bên ngoài, thì lúc ấy mình chỉ biết, mình sẽ thấy là nó chỉ là cái cảnh của các cái căn, nó chỉ là các cái cảnh.
của các cái căn để cho nó tiếp xúc. Và lúc ấy mình sẽ bớt đi được những cái tưởng, những cái ảo tưởng như là cái cảnh này là tốt hay là xấu, không còn nghĩ nó là tốt hay nó xấu, thì tốt hay nó xấu nó không quan trọng nữa. Các cái, thế thì dần dần là các cái tâm tham sân si nó giảm bớt đi, do những cái mình không có những cái tà kiến, những cái hiểu biết sai, thì cái tâm nó sẽ dần dần nó trở nên thanh tịnh, nó bớt những cái sự ô nhiễm. Còn nếu như mình nhìn vào những cái cảnh trần nhưng mà mình không có được cái sự hiểu biết giữa các căn với các cảnh trần và tiếp xúc, nó sinh khởi nên các cái tâm khác nhau, thì lúc đấy mình chỉ có một cái tưởng chi, đó là cái cảnh này là đẹp hay là xấu. Nếu mà đẹp thì mình khởi lên cái sự ưa thích, mà xấu thì mình khởi lên cái sự chán ghét. Thì cái tâm ưa thích và chán ghét ấy được gọi là những cái tâm ô nhiễm. Những cái tâm ô nhiễm đấy thì nó để lại những cái nghiệp xấu. Sau này nó sẽ mình dần dần nó trở cái tâm tâm thức mình nó trở nên càng thấp kém, và cái nhân để sinh vào các cái đọa xứ nó sẽ rất là cao. Mà nếu mà hiểu ra được cái cảnh trần rồi thì những cái tâm giác ngộ, cái trí tuệ nó càng ngày nó càng lớn, thì cái vô minh càng ngày nó càng yếu đi. Khi mà một cái người cái tuệ chi ra được danh sắc và các cái nhân của nó, các cái pháp nhân duyên của nó như vậy, thì là cái người đấy cái trí tuệ nó càng ngày nó càng rộng lớn, nó càng thâm sâu. Thì cái vô minh nó sẽ yếu đi, tham ái cái chấp thủ dần dần nó sẽ yếu đi, và dần dần thì nó sẽ đi đến cái sự chứng ngộ niết bàn rất là cao. Thì từ cái sáu căn làm nhân sinh ra những cái sự tiếp xúc với các cảnh trần, thì từ cái tiếp xúc này nó để lại một cái quả, đó là từ xúc nó sinh ra thọ. Thọ ở đây hay là còn gọi là các cái cảm thọ, các cái cảm thọ như là thọ do nhãn xúc sinh, thọ do nhĩ xúc sinh, thọ do tỷ xúc sinh, thọ do thiệt xúc sinh, thọ do thân xúc sinh, thọ do ý xúc sinh. Thọ thì có lúc là mình vui thì gọi là thọ hỉ, khi mình buồn thì gọi là thọ im, khi mà mình không vui không buồn thì đấy là thọ giả. Đấy là ba cái thọ của tâm. Tâm mình nó có ba cái trạng thái đây: lúc mình vui, có lúc mình buồn, có lúc mình không vui không buồn. Còn ở trong thân của mình nó chỉ có hai trạng thái, đó là khổ và nạn. Có cái lúc nào mình đang cảm thấy nó thoải mái dễ chịu, đấy là được là thọ nạn. Còn cái lúc nào mình mà cảm thấy nó đau đớn, nó nhức mỏi, nó khó chịu, nó cái tâm nó, cái thân thể nó không được an ổn, thì đấy là thọ khổ. Trên thân mình nó chỉ có hai trạng thái thôi, đó là một là khổ, hai là nạn, chứ nó không có cái trạng thái là không khổ không nạn. Còn ở nơi tâm thì nó có ba trạng thái, đó là hỷ, ưu và xả, thì có ba trạng thái đây. Vậy cho nên nó có năm cái trạng thái, hay là năm cái cảm thọ. Năm cảm thọ này được sinh lên do khi mà các căn tiếp xúc với các trần, ví dụ như con mắt tiếp xúc với một cái cảnh sắc. Nếu mình ở cảnh sắc đấy mình mà hoan hỷ thích thú với nó thì nó có thọ hỷ, mình không hoan hỷ không thích thú nó thì nó là thọ giả, mình chán ghét nó thì nó là thọ im. Cái tai mình cũng vậy, lưỡi vậy, thân vậy, ý cũng vậy. Thì đấy là cho nên là có lúc thì mình vui, có lúc mình buồn, lúc không vui không buồn như vậy. Và các cái cảm thọ này nó sinh lên gọi là thọ do nhãn xúc sinh, nhĩ xúc sinh, tỷ xúc sinh, thiệt xúc sinh, thân xúc sinh, ý xúc sinh. Thì thường thường rằng là mình sẽ luôn luôn đi tìm những cái niềm vui và luôn luôn sợ hãi những cái nỗi buồn khổ, tìm nghiệm ưa thích những cái niềm vui, và cho nên là mình phải luôn luôn đi tìm kiếm những cái cảnh, những cái cảnh hài lòng, những cái cảnh ưa thích, những cái cảnh mà mình hấp dẫn, những cảnh ưa thích hấp dẫn hài lòng, để cho các căn nó tiếp xúc với các cảnh trần, để cho mình sinh khởi lên các cái cảm thọ. Thì cái cảm thọ là một trong những cái mà mình sẽ chấp thủ vào nó, và mình sinh ra chấp thủ vì nó là một trong những cái gọi là một trong năm cái khiến cho mình chấp thủ rất là dai dẳng.
và là một trong những cái nguyên nhân khiến cho một cái chúng sinh bị tái sinh trong luân hồi. Ví dụ như là một cái người ta chấp thủ là niềm vui này là tôi là người đang vui. Ví dụ cái vui đấy tại sao mình lại nhận nó là tôi? Ví dụ khi mà cái mắt nó tiếp xúc với cảnh trần, mình ưa thích nó, một cái niềm vui nó khởi lên, mình nói, đây là tôi đang vui, bạn cảm thấy thế nào? Cảm thấy cái một cái người dẫn mình đi xem một cái cảnh đẹp và bắt đầu mới hỏi mình, bạn cảm thấy thế nào? Tôi rất là vui. Vui nó ở đâu nó ra? Cái con mắt nó nhìn thấy cái cảnh trần tự nhiên nó vui lên một tí. Một lúc sau nó dẫn mình đi xem một cái xác chết mà tôi rất là sợ, rất là ghê. Mà vừa nãy tôi vui sao bây giờ tôi lại trở nên buồn rồi. Thì tại sao mình lại đi nhận cái cảm thọ đấy là tôi? Thì đấy là một cái tà kiến, đấy là một cái tưởng chi, đấy là một cái chi kiến sai lầm của chúng sinh. Chấp nhận nhận ngay cái những cái tâm mà nó cứ khởi lên một thoáng, một chốc lát rồi nó biến đi mất. Rồi bắt đầu nó lại trở lại cái trạng thái không vui không buồn. Thế một lúc sau có người hỏi bây giờ bạn cảm thấy thế nào? Tôi bình thường, không vui không buồn gì cả. Thì lại chấp hơn cái bình thường đấy là tôi. Thì cái cảm thọ là thế, nó chỉ là cảm thọ thôi, nó chỉ là một trong những trạng thái tâm thức, nó khởi lên một chút xíu rồi nó diệt đi, rồi một cái trạng thái tâm khác nó lại khởi lên rồi nó lại diệt đi, do các cái căn nó tiếp xúc với các trần ở bên ngoài. Có thể là mắt nó tiếp xúc với cảnh sắc, nó sinh lên những cái trạng thái như thế. Hoặc là tai nó tiếp xúc với âm thanh. Đấy, mình nghe một cái âm thanh hay mà mình thấy vui, mà tôi đang vui. Một cái âm thanh mà mình không ưa thích, mình buồn, mình mà tôi đang buồn. Một cái âm thanh mà mình không vui, không thích, mình không chán thì tôi cảm thấy bình thường. Đấy, mình sẽ chấp có cái tôi ở trong những cảm thọ. Mà trong khi những cái cảm thọ đấy nó chỉ khởi lên một thoáng chốc cái nó tan biến mất. Rồi cái cảm thọ khác nó lại khởi lên một thoáng chốc cái nó tan biến mất. Bây giờ mình cứ chấp mình là những cảm thọ đấy, không có lẽ là lúc nãy mình vui là một người, bây giờ mình buồn lại là một người khác à? Còn lúc mình không vui không buồn mình lại là một người khác à? Mình lúc mình vui cũng ở đây là tôi, khi buồn cũng là tôi, khi không vui không buồn cũng là tôi. Vậy thì ba cái tâm đấy nó có phải là một không? Ba cái tâm đấy là ba cái trạng thái khác nhau, nó đã sinh lên và nó diệt đi rồi, nhưng mà mình lại chấp những cái tâm đấy là mình, mà chấp đấy là tôi. Thì đấy là một cái sai lầm đấy, một cái chi kiến sai lầm của chúng sinh. Thì có khi mà một cái hành giả thực hành cái pháp thiền quán để mình tuệ chi được ra như vậy, mình mới thấy ra được cái thọ này nó không phải là tôi, cái vui này nó không phải là tôi, cái buồn này nó không phải là tôi, cái không vui không buồn này nó cũng không phải là tôi, nó chỉ là cảm thọ, nó chỉ là một cái trạng thái của tâm, nó có cái tính, nó có nhân có duyên thì nó sinh lên. Khi nào cái nhân cái duyên nó hết thì nó diệt đi, rồi các cái nhân khác duyên khác nó kết hợp với nhau, nó lại sinh lên một cái trạng thái khác. Và cái trạng thái các cái trạng thái nó cứ sinh sinh diệt diệt liên tục như vậy, để thì cái người đấy dần dần mới thấy nó không có cái mình ở trong cảm thọ này. Và những cái mà mình đã hiểu biết sai lầm từ trước đến giờ, đó là luôn luôn cho mình có cái cảm thọ, trong thọ có ta, trong ta có thọ, ta là thọ là ta. Thì những cái chi kiến đấy là tà kiến. Bây giờ mình hiểu là thọ là thọ, thọ không phải là ta, trong ta có thọ, trong thọ có ta. Thì mình thấy được cái tính vô ngã của các cái cảm thọ này, để mình khởi lên cái tâm nhàm chán, không có tham đắm, không có tham ái, không có chấp trước vào các cái cảm thọ, cái sự vui buồn lần đấy nữa. Thì cái sự tuệ chi như vậy mình sẽ thấy được thọ, những cái sự vui buồn đấy, niềm vui nỗi buồn đấy, do các căn đã tiếp xúc với các trần mà nó sinh ra. Đấy được gọi là xúc và duyên thọ. Thì khi mà mình quán chiếu của nó, quán chiếu một cách chi tiết, thì tất cả các thọ mà nó sinh ra cùng với sát na tâm ở độ ngũ môn thuộc dòng cảnh sắc, từ nhãn xúc, do nhãn xúc nên thọ ngũ môn hướng sinh, có và do nhãn xúc sinh nên thọ của nhãn thức sinh, do nhãn xúc sinh nên thọ của tiếp thâu sinh, do nhãn xúc sinh cho nên thọ của truy xét sinh,
do nhãn xúc sinh cho nên sọ và xác định sinh, do nhãn xúc sinh cho nên thọ của các chavana sinh, do nhãn xúc sinh cho nên thọ của các tâm đăng ký sinh. Thì một cái mắt mà nó nhìn vào một cái cảnh trần ở bên ngoài, nó có cái tiếp xúc với cảnh trần ở bên ngoài, mà một loạt các cái cảm thọ nó sinh lên ở các cái tâm khác. Thậm chí như là mắt nó chưa nhìn cảnh mà cảm thọ nó đã sinh lên rồi. Ví dụ bây giờ mình chỉ cần khởi lên cái ý là ta đi nhìn, đi ngắm một cái cảnh gì đó, mình khởi lên một cái ý như vậy thôi, mà trong lúc đó mắt mình chưa nhìn thấy thì trong tâm mình đã hồi hộp chưa? Thế, trong tâm nó đã hồi hộp là sắp được đi du lịch, đi ngắm cái cảnh rất là đẹp, rất là kỳ lạ này. Thì cái lúc đấy là đấy là được gọi là cái tâm đầu tiên này. Nhân sinh lên trước, quả sinh lên trước và nhân sinh lên sau. Cái này là quả sinh trước và nhân sinh sau. Có những cái thường thường ấy, thông thường thì là nó phải là nhân nó sinh lên trước, quả nó sinh lên sau. Nhưng mà ở trong cái tâm ngũ môn hướng này, do nhãn xúc sinh lên ngũ môn hướng sinh, thì cái này là quả sinh lên trước mà nhân sinh lên sau. Là cái cảm thọ nó đã sinh lên rồi mà trong khi mắt chưa tiếp xúc với cảnh. Hoặc là khi mình khởi lên cái ý là hôm nay mình đi nghe một cái gì đó, thì tự nhiên là những cái tâm mà gọi là vui hoặc là tâm buồn hay là cái trạng thái tâm, các cái cảm thọ ở trong tâm nó đã sinh lên rồi, trong khi tai nó chưa nghe được âm thanh, thì nó lại quả nó sinh lên trước và nhân nó sinh lên sau. Còn lại thì khi mà mình tiếp xúc với cái cảnh trần đấy mà mình vui hoặc là buồn đấy, thì là do nhân nó sinh lên quả sinh, sau đó là các cái tâm khác nó sinh lên, tâm tiếp thâu suy xét, tâm xác định, các cái chavana đăng ký nó sinh lên. Thì là lúc đấy tất cả những cái tâm nó sinh lên sau những cái cảm thọ về sau này, nó còn là hỉ hoặc là yêu, bắt đầu nó cứ khởi sinh lên rất là nhiều lần. Ví dụ như là một cái người mình làm một cái việc thiện, gọi là thiện tâm hợp trí tuệ. Ví dụ như là có một cái người ta đi bố thí hay là đi cúng dường, làm một cái việc thiện gì đó mà người ta khởi lên cái tâm hoan hỉ, có khi cái tâm hoan hỉ đấy nó sẽ kéo dài liên tục trong suốt ngày hôm đó. Hôm nay mình đi làm được một cái việc thiện nhé, mà mình hoan hỉ, mình chỉ làm cái việc thiện thì mình chỉ làm trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, 1 phút 2 phút là xong, nhưng mà cái niềm vui nó sẽ kéo dài suốt cả ngày hôm đấy. Đấy là một cái cảnh, một cái sự tiếp xúc mà nó khởi lên một cái cảm thọ nó kéo dài như thế. Hoặc là hôm nay mình đi làm một cái việc gì đó và sau đó mình khởi lên những cái tâm xấu yêu. Hôm nay mình tiếp xúc với một cái cảnh mà mình không ưa, không thích, không hài lòng, sau đó mình khởi lên một cái tâm xấu yêu, nó có thể kéo dài suốt cả một ngày, thậm chí là 2 ngày 3 ngày 4 ngày, cả tuần cả tháng. Có những cái việc mình có những cái cảnh mình tiếp xúc xong, cái tâm hoan hỉ nó có thể khởi lên suốt một ngày, có thể cả tuần cả tháng. Có những cái cảnh mình tiếp xúc xong rồi là mình sẽ khởi lên cái sự ưu phiền suốt cả ngày, cả tuần, cả tháng. Thì đấy nó cũng là các cái căn nó tiếp xúc với các cái cảnh ở bên ngoài, thì các cái chavana này nó cứ sinh lên, khởi lên liên tục. Đôi khi mình nhớ lại một cái việc thì một cái niềm vui gì đó ở trong quá khứ, cách đây 1 năm 2 năm rồi, thậm chí 5 năm 10 năm, thậm chí lúc đấy mình khởi lên cái tư tưởng đấy, khởi lên cái ý nghĩ đấy mà mình vẫn cười thầm được. Đấy là những cái thọ, cái đấy là do cái gì nó xúc sinh. Thọ là do ý của mình ấy, ý của mình nó xúc sinh. Đấy, hoặc là mình khởi lên, mình nhớ lại một cái chuyện buồn phiền gì đó cách đây đã rất lâu rồi, nhưng mà lúc đấy mình vẫn có thể bật khóc lên được. Đấy cũng là những cái cảm thọ, thọ do cái ý thức của mình nó có thể tiếp xúc với những cái chuyện quá khứ, những chuyện tương lai mà nó sinh ra cái cảm thọ. Còn nhãn ý thị thiệt thân thì nó chỉ có tiếp xúc ngay ở cái sát na hiện tại đấy thôi. Do
nhãn xúc sinh. Nhưng mà cái nhãn đấy nó có biết vui không? Ví dụ như bây giờ con mắt của mình nó tiếp xúc với cảnh trần, nhưng mà nó có biết đây là cảnh tốt cảnh xấu không? Con mắt nó không biết, nó tiếp xúc với cảnh trần, nó khởi lên những cái tâm nhãn thức xúc thọ tưởng tư nhân hành mạng quyền tác ý, nó chỉ khởi lên bằng cái tâm, và nó không biết phân biệt đây là tốt hay xấu. Và cái tâm nó phân biệt tốt hay xấu ấy là những cái tâm bắt đầu nó tiếp nhận vào này, sau đó nó suy xét cái tâm lại, để sau đó nó mới xác định, đến cái tâm xác định nó mới xác định đây là tốt hay xấu. Sau đó thì các cái tâm chavana nó khởi lên, chỉ lúc đấy nó mới khởi lên các cái niềm vui hay là cái sự ưu phiền. Đấy là những cái tâm về sau. Thì các cái căn khi mà nó tiếp xúc với cảnh trần ấy, thì các căn ấy nó không có biết vui biết buồn gì hết, nó dừng chưa, nó chỉ có một cái tâm xả. Nhưng mà cái mà nó vui với buồn với cảnh trần ấy, đó là cái ý của mình. Ý của mình nó vui hay nó buồn thôi, chứ các căn nó không biết, nó chỉ biết được là hướng đến cảnh, nó chỉ gọi biết là hướng tâm đến cảnh đấy, nhận tiếp nhận cái cảnh đấy, nhận biết cái cảnh đấy, nhận biết cảnh. Các căn nó chỉ làm mỗi nhiệm vụ là nhận biết cảnh. Còn cái ý của mình thì nó mới có cái nhiệm vụ đó là nó tiếp nhận, nó suy xét và nó xác định cái cảnh này, và lúc đấy nó mới khởi lên các cảm thọ vui hay buồn. Đấy chỉ đến các cái thọ khi mà do mà nó sinh lên là do các căn nó tiếp xúc với các cảnh, cho nên nó gọi là thọ do nhãn xúc sinh, thọ do nhĩ xúc sinh, thọ do tỷ xúc sinh, thọ do thiệt xúc sinh, và thọ do thân xúc sinh, và thọ do ý xúc sinh. Nên phân biệt được các cái căn nó tiếp xúc cảnh trần là sinh ra cảm thọ. Vậy thì bây giờ mình muốn có những cái cảm thọ vui hay buồn đấy, thì mình phải có cái, mình biết cách tránh những cái cảnh, tránh những cái cảnh gì mà mình hay khởi lên những cái sầu bi, và hay là mình tránh những cái cảnh gì mà nó khởi lên những cái tâm tham ái, tránh những cái cảnh mà nó khởi lên tâm sân hận, để cho các căn nó tiếp xúc với những cái cảnh mà nó vô tham vô sân vô si. Hoặc là một cái người mình có trí tuệ, mình quán chiếu, khi các căn nó tiếp xúc với cảnh trần, mình luôn luôn thấy được cái bản chất thật sự của các cái cảnh trần này. Mình có thể thấy ác ý là các cái cảnh trần này, nó chỉ là, nếu nó là vật chất thì nó chỉ là thứ đại. Mình quán là tất cả những cái cảnh trần này nó chỉ là đất nước nổi gió. Những cái cảnh trần đấy hoặc là mình quán nó chỉ là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Nó là giả tạm, là rỗng không. Thì mình đỡ tham ái, đỡ chấp trước đối với các cái cảnh trần. Thì những cái tâm thọ đấy nó sinh kèm với những cái tâm thiện, những cái tâm mà nó có trí tuệ, thì nó sẽ để lại những cái thiện nghiệp. Rồi bắt đầu khi mà nó sinh lên thọ, thì từ cái thọ này bắt đầu nó duyên cho ái. Thọ duyên cho ái. Ái ở đây là mình tham ái, mình ưa thích một cái gì đó đều được gọi là tham ái. Và bây giờ một cái người chỉ có 6 loại ưa thích, đó là ưa thích đối với cảnh sắc. Có người thì ái với sắc chỉ thích đẹp, có người thì ái với âm thanh, chỉ thích nghe, ưa thích những cái âm thanh hay. Ái hương, ái vị, ái xúc và ái pháp. Đấy, trong cho có 6 cái ái này. Thì có người thì nặng về sắc ái, người nặng về thanh ái, người nặng về hương ái, người nặng về vị ái, người nặng xúc ái, người nặng về pháp ái. Đấy, được gọi là 6 cái ái. Thì cái ái này nó được sinh lên từ các cái thọ. Thọ do nhãn xúc sinh, thọ do tỷ xúc sinh, thọ do thiệt xúc sinh, thọ do thân xúc sinh và thọ do ý xúc sinh. Trong mỗi một ái này mình chia thành 3 loại khác nhau: dục ái, ưa thích sự tản ái của các cảnh trần; hữu ái là ưa thích sự tồn tại vĩnh hằng của cảnh trần; vô hữu ái là ưa thích sự chấm dứt sau khi chết. Nó có những cái sự tàn tiến khác nhau. Mỗi một cái ái nó sinh ra cái, ví dụ bây giờ một cái người mình tham ái đối với các cái cảnh của giác quan, đó là tham ái với cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc, 5 cái cảnh trần ở bên ngoài.
thì được gọi là dục ái, tức là tham ái đối với cảnh dục. Một cái người mà ưa thích cái sự vĩnh hằng hữu ái, ưa thích sự tồn tại vĩnh hằng của cảnh trần, mình nghĩ rằng là cái cảnh sắc này nó sẽ tồn tại mãi mãi. Ví dụ như là có người nói rằng là có những cái cõi mà nó tồn tại vĩnh hằng, thì cái người đấy được gọi là ưa thích với cái hữu ái. Ví dụ như các cõi trời hay là các cõi chư thiên, người ta có cái tuổi thọ rất là lâu dài, hàng trăm năm, hàng triệu năm, hàng đại, tức là người ta sống ngang bằng với trời đất, với hàng đại kiếp trái đất. Cho nên là đôi khi có người, người ta có cái tà kiến, người ta cho rằng đây là cõi vĩnh hằng, cái cõi này tất cả các cái cảnh sắc thanh hương vị xúc nó sẽ tồn tại mãi mãi, thì cái đấy được gọi là hữu ái. Cứ một cái người nào cho rằng có cái cõi sống vĩnh hằng thì được gọi là hữu ái. Còn có cái người nào thì cho rằng là chết rồi là hết, không còn gì cả, thì cái người đó được gọi là vô hữu ái. Phi vô hữu ái tức là không còn tồn tại sau khi chết. Người đó nó có ba cái sự tham ái. Thì nếu mà một cái khi mà một cái người phân tích thì sẽ phân tích nó tất cả những cái cảm thọ này, nó được sinh ra tất cả những cái cảnh gì mà ở trên con mắt, tất cả những cái cảnh sắc nó đập vào con mắt thì nó sinh ra các cảm thọ ở nơi ngũ môn nhãn thức, tiếp sau suy sẽ xác định các cái tâm đồng tốc, các cái động lực, các cái tâm đăng ký, rồi là ở nơi ý môn hương tâm chavana và đăng ký. Thì tất cả những cái thọ này nó đều là nhân để nó sinh ra một cái tâm, đó là tham ái đối với sắc. Tham ái với sắc là quả. Con mắt của mình nó có nhìn cái cảnh sắc ở bên ngoài, và khi con mắt nó nhìn vào một cái cảnh sắc bên ngoài thì nó sẽ có rất nhiều những cái sát na tâm, nó có một cái lộ trình tâm nó sinh lên, đó là một cái ngũ môn hướng tâm, đó là cái tâm nó hướng đến cảnh sắc, cái tâm nhãn thức nó là nó nhìn thấy cảnh sắc, cái tâm tiếp thâu là nó tiếp nhận cảnh sắc đấy, một cái tâm nó suy xét cảnh sắc, cái tâm xác định cảnh sắc, và những cái tâm những cái tâm hành nó khởi lên đấy, hoặc là tâm thiện, tâm bất thiện, gọi là các cái tâm chavana, là cái tâm các cái động lực nó khởi lên sau khi mình đã xác định, và sau đó là cái tâm đăng ký, hay là rồi lại những cái tâm nó thuộc về nơi ý môn, thì tất cả những cái tâm đấy nó đều sinh ra những cái cảm thọ, và những cái cảm thọ đấy nó đều là nhân để nó sinh ra cả sự tham ái đối với cái cảnh sắc này. Vậy thì con mắt nó có nhìn vào cảnh sắc thì nó mới tham ái đối với cảnh sắc. Khi mà tai nó có nghe âm thanh thì nó cũng khởi lên rất nhiều các nội tâm như vậy. Thì khi mà nó nghe âm thanh đấy là nhân, và nó sinh ra tham ái đối với âm thanh. Và một cái người có mũi của mình nó ngửi một cái mùi hương, và nó sinh ra các cái nội tâm. Trong các cái nội tâm này nó đều có thọ, từ thọ của ngũ môn, thọ của định thức, thọ tiếp tâu, thọ suy xét, thọ xác định, thọ chavana đăng ký, tất cả các cái thọ đấy đều là nhân và tham ái đối với mùi hương quả. Thì tất cả những cái tâm như vậy, mũi của mình lưỡi nó nếm đi thì nó sinh ra các cái cảm thọ từ ở cái vị đấy, và nó tham ái với vị là quả. Thân nó tiếp xúc đối với một cái vật chất gì đó thì nó sinh ra cái tham ái đối với sự xúc chạm là quả. Tất cả thọ sinh cùng với hàng cảnh pháp thì nó tham ái đối với cảnh pháp, tham ái với các pháp danh sắc là quả. Thọ ý môn cha văn đạo sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tất cả các cái thọ ở hàng cảnh pháp này nó đều là nhân để tham ái đối với các pháp. Thì đấy được gọi là thọ, do thọ là nhân và tham ái đối với cảnh pháp là quả. Thì các căn nó tiếp xúc với các cảnh trần đó, đôi khi nó ưa thích cảnh trần, nhưng đôi khi nó chán ghét với cảnh trần. Vậy thì tại sao lại nó vẫn sinh ra cái tham ái? Nhiều như là bây giờ con mắt của mình nó nhìn vào những cái cảnh sắc mà nó rất là xấu xí,
thì nó có tham ái đối với cảnh sắc đấy không? Nó không có tham ái đối với cảnh sắc đấy, nó chán ghét với cảnh sắc và nó sẽ sinh ra cái cảm thọ như là thọ sân, thọ y, tâm sân nó sinh ra những cái thọ y. Những cái thọ đấy nó vẫn làm nhân để sinh ra cái sự tham ái đối với cảnh trần, đối với các cái cảnh trần khác. Nó làm nhân. Bây giờ mình thấy một cái cảnh không tốt thì lúc đấy mình khởi lên tâm sân. Mà tại sao mình lại sân? Bởi vì mình cảm thấy giống như là mình bị tự ái, hay là bây giờ ai đó mà nói đúng một cái câu gì đó đến mình, ai đó nói một cái lời nói, một cái âm thanh gì đó mà xúc phạm đến danh dự của mình có thể khởi lên tâm sân. Vậy tâm sân đấy nó khởi lên từ đâu? Nó khởi lên từ cái sự tham ái đối với tự ngã. Mình ưa thích những cái điều hay, những cái điều tốt mà mình không được hưởng những cái điều hay, điều tốt đấy, cho nên là mình mới sân. Vậy thì sân nó cũng sinh lên do tham ái nó mới sinh. Chứ là một người mà không có tham ái thì cái tâm sân nó không sinh. Bây giờ mình vốn dĩ là mình ưa thích những cái cảnh sắc đẹp, nhưng mà mình không được thấy những cái cảnh đẹp mà mình lại thấy những cảnh xấu, cho nên là mình khởi lên tâm sân. Nhưng nếu mà một cái người người ta không còn cái tham ái với cái cảnh đấy thì người ta thấy cảnh xấu người ta có sân không? Người ta sẽ không sân. Nhưng mà vì cái người mà còn có tham ái cho nên là thấy cái cảnh xấu mới sân. Vậy thì các cái thọ mà nó thuộc về tất cả các thọ như là niềm vui này, hay nỗi buồn, hay là không vui không buồn này, thọ hỉ, thọ yêu, thọ xả, nó đều là nhân của tham ái hết. Vậy thì cứ lúc nào mình còn tham ái thì tất cả những cái thọ đấy nó lại nằm tăng cường cho cái sự tham ái của mình. Và khi nào mà mình không còn tham ái nữa thì lúc đấy mình có tiếp xúc với các cái cảnh tốt hay xấu thì lúc đấy nó cũng không có khởi lên. Còn nếu mà mình còn tham ái thì khi mà mình tiếp xúc với các cảnh trần ở bên ngoài thì mình sẽ khởi lên cái tham ái nó dính mắc đối với cảnh trần. Tham ái nó ưa thích với các cảnh trần là do những cái thọ đấy nó sinh ra. Thế gọi là thọ nó duyên cho ái. Thì ái ở đây là một trong những cái nhân mà nó sinh ra khổ. Ái ở đây là một trong những cái nhân nó khiến cho một cái chúng sinh bị tái sinh ở trong tương lai. Bây giờ mình muốn biết được là mình có khi chết mình sẽ đi về đâu? Khi chết mình sẽ đi về đâu? Thì bây giờ mình để ý vào xem là mình đang tham ái dính mắc với cái gì? Cái tâm tham ái của mình nó dính mắc với cái gì đấy? Nếu như mà một cái người đó mà mình có cái tâm tham ái đối với cái cảnh dục trần, cảnh dục trần này một cách quá sâu nặng, người mình tham ái với cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, tức là mình tham ái đối với cái cõi dục này một cách quá sâu nặng, thì chắc chắn là khi chết mình sẽ tái sinh lại cái cõi dục giới này. Cái cõi dục giới này thì nó sẽ có 11 cõi ở cái cõi dục giới này. Đó là nó từ cõi địa ngục này, ngã quỷ này, súc sinh, Atuna này, cõi người này, cõi nhân loại này, cõi trời tứ thiên vương, cõi trời đao lợi thiên, dạ ma thiên, đầu xua thiên, hoán na thiên, tha hóa tư tại thiên, tất cả 11 cái cõi ở cõi dục giới này. Nếu như thì tất cả 11 cái cõi này, thời gian chúng sinh sinh về một trong 11 cái cõi này là do chúng sinh có cái tham ái đối với cảnh trần, tham ái đối với cảnh sắc mà mình thấy bằng con mắt, tham ái đối với cảnh thanh, tham ái đối với cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, tất cả những cái cảnh trần này. Bây giờ đã ai thoát ra khỏi cái tham ái đối với cảnh trần này chưa? Chưa có ai thoát ra khỏi tham ái đối với cảnh trần này thì mình biết là khi chết mình đi về đâu chưa? Mình đã tiếp tục trở lại cái cảnh dục giới này. Vậy thì đã nắm chắc trong tay là khi mình chết đi mình sẽ sinh về một trong 11 cõi này. Đó hoặc là địa ngục, hoặc ngã quỷ, súc sinh. Nếu như cái thân hành, khẩu hành, ý hành của mình nó quá nhiều tham sân si thì chắc chắn mình đọa về ba cái cõi khổ, địa ngục, ngã quỷ, súc sinh ấy. Còn nếu như mà một cái người mà tránh được những cái ác nghiệp mà luôn tạo những cái thiện nghiệp, một cái người luôn tạo thiện nghiệp, cái người đó có tham ái không? Có tham ái.
cái người đấy vẫn đầy dẫy những tham ái, vẫn tham ái sắc thanh hương vị xúc. Vậy thì cái người đấy tạo rất nhiều thiện nghiệp thì cái người đó sẽ tái sinh trở lại làm người hoặc làm các chư thiên ở cõi dục giới, vì có cái tham ái đối với cái cảnh, đối với các cái cảnh trần này. Và bây giờ có những cái người sẽ xa lìa được tham ái đối với cảnh trần, đó là cái người mà tu chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Các những cái hành giả nào mà thực hành thiền mà tu chứng đắc các tầng thiền thì sẽ đoạn trừ được tham ái đối với cảnh sắc thanh hương vị xúc này. Nhưng mà cái lúc đấy thì vị đó sẽ tham ái với cái gì? Vị đó sẽ tham ái đối với cảnh gọi là pháp ái, hay là tham ái đối với một cái cảnh hữu ái nào đấy. Ví dụ vị đó chứng được sơ thiền, trong sơ thiền nó có cái cảm thọ của sơ thiền. Cái thọ của sơ thiền nó ví dụ như là một cái trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh, có tâm có tứ. Thì cái trạng thái hỷ lạc đấy là một cái cảm thọ, và cái cảm thọ đấy nó sinh ra cái tham ái, vị đó tham ái dính mắc với cái trạng thái của tầng thiền này. Cho nên khi vị đó chết, vị đó sẽ sinh về cái cõi phạm thiên sơ thiền. Một cái người mà tu chứng đắc nhị thiền thì ở nhị thiền nó có cái cảm thọ của nó, một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm không tứ. Hoặc là một người chứng tam thiền là một trạng thái hỷ lạc do định sinh, một cái trạng thái nội tỉnh nhất tâm, đó là cái trạng thái thọ đạt. Tứ thiền nó có thọ xả, trạng thái không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, thì nó cũng là thọ. Và cái thọ này nó cũng sẽ tham ái, vì nó tham ái với sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Chứ vì nó không tham ái đối với sắc thanh hương vị xúc nữa, thì vì nó có sinh về cái cảnh dục giới không? Vì nó sẽ không sinh về cõi dục giới này nữa, và vị đó sẽ sinh về các cái cõi sắc giới, hay là các cái cõi phạm thiên, các cái cõi thiền. Và ở cái cõi đấy vị đó có hưởng những cái đời sống của các cái cõi đó. Thế thì là sinh ra cái tham ái này vậy, do cái cảm thọ cứ cái chỗ nào nó có cái sự tiếp xúc, các căn tiếp xúc càng gần nó còn có cảm thọ. Và vì đó còn chấp là cái thọ này là ta, là của ta, tự ngã của ta, thì vị đó sẽ còn tham ái và vị đó sẽ còn tái sinh. Cho nên khi nào vị đó tiếp xúc với cảnh trần, nó sinh ra các cái cảm thọ đấy, nhưng mà vị đó tuệ chi được đàn thọ này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta nữa, thì vị đó mới đoạn trừ được tham ái. Thì đó không còn chấp vào những cái thọ này, không đoạn trừ tham ái. Đoạn trừ được tham ái rồi thì mới hết chấp thủ, thì vị đó mới hết tái sinh. Còn nếu như vị đó còn khởi lên một cái niềm vui, còn nghĩ là tôi đang vui, thấy một tí buồn, thấy là tôi đang buồn, lúc nào nó có cái tôi ở trong đấy, cái tôi đang bình thường, không vui, không buồn, thì lúc đấy vị đó sẽ còn chấp mình là thọ, thọ là ta là thọ, thọ là ta, thì vị đó sẽ còn sinh ra tham ái. Vì nó có sinh ra tham ái thì vị đó sẽ chấp thủ và vị đó sẽ chìm đắm ở trong sinh tử. Kể cả một cái hành giả mà đắc được các cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà vị đó còn thấy là tôi đang chứng ở tú ở tầng sơ thiền, tôi chú ở nhị thiền, tôi ở tam thiền, tôi ở tứ thiền, còn có cái tôi ở trong các cái thiền đấy, thì vị đó vẫn sẽ tham ái đối với cái pháp thiền đấy, và vị đó sẽ sinh về các cái cõi phạm thiền và chưa thể đi đến niết bàn được. Đi đến niết bàn khi nào vị đó không còn có cái tôi ở trong các cái cảm thọ đấy, thì nó mới không có tham ái nữa. Và từ ái thì nó duyên cho thủ, từ ái thì nó dẫn đến chấp thủ, tức là một cái người từ cái tham ái nó sẽ dẫn đến sự cố chấp. Chấp thủ có nghĩa là sự cố chấp. Chấp thủ ở đây là dục thủ, tham ái với ngũ dục quá nặng thì nó trở thành cố chấp ở ngũ dục. Một cái người nào đó mình tham ái đối với cảnh trần ngoài sắc thanh hương vị xúc, mình tham ái quá mức thì là lúc đấy mình sẽ trở nên cố chấp vào cái cảnh đấy, bám víu vào cái cảnh đấy, quyết định không rời cái cảnh đấy. Thì lúc đấy cái cuộc sống của mình coi trọng vào cái cảnh vật chất ở bên ngoài, không thể buông bỏ được, thì mình không thể giải thoát khỏi cái cảnh đấy được. Tà kiến thủ cố chấp vào cái sự chi kiến sai, như mình nói là không có nghiệp và không có quả của nghiệp, tức là không có cái hành động thiện ác là như nhau, không có để lại nghiệp, không có để lại quả báo gì đấy. Đấy được gọi là tà kiến, mình cố chấp vào cái tà kiến đấy.
thì được gọi là tà kiến thủ. Giới cấm thủ cố chấp vào những cái pháp tu sai lầm nhưng lại hy vọng được sự giải thoát cao. Ví dụ như là có những cái người cố chấp vào cái sự kiêng giữ cái này cái kia mà mình nghĩ là mình sẽ đạt được cái sự cao, đạt được những cái sự an vui về sau, như là người tu hạnh con bò, hạnh con chó. Ví dụ cái người mà tu hạnh con chó ấy, người ta nghĩ rằng là tu hạnh con chó sau này chết được sinh thiên, thì người ta tập giống như con chó, ngồi chỏm hỏm ăn cơm quăng dưới đất, là cứ tập sủa như chó. Tu hạnh con bò thì người ta bắt chước con bò, thờ bò, tôn trọng cung kính bò. Những hạnh đấy rơi ở Ấn Độ thì người ta hay có những hạnh này. Còn ở Việt Nam cái giới cấm thủ được gọi là cái gì? Được gọi là các cái nghi thức tế lễ đem tiền giả đến rồi cầu tiền thật. Ví dụ mình tôn thờ cái thờ Phật, thờ thần, thờ thánh gì đó, mình đem những cái đồ giả đến, như là mình cúng mình dâng, giống như là hối lộ cho các ngài, mình cầu xin ban cho con được tiền tài, được giàu sang phú quý nào kia đấy. Nên cái giả để mua cái thật thì cái đấy cũng được gọi là một trong những cái chấp thủ và những cái tà kiến, hay là cũng gọi là giới cấm, mình cấm thủ kiêng, hay là cấm là những cái kiêng. Ví dụ mình đi xem ngày tháng mà hôm nay là ngày xấu, không dám làm gì cả, và hôm nay mà làm là đấy gặp tai họa rủi ro, thì đấy là một trong những cái giới cấm thủ. Mình đang kiêng giữ những cái điều không có thật, không, rồi là sinh ra là xem ngày xem giờ và xem tuổi xem tác, thì tất cả những cái đấy nó đều được gọi là giới cấm thủ. Rồi là làm nhà thì xem hướng, thì lấy vợ lấy chồng thì xem có hợp tuổi không, làm khởi công làm cái gì mà xem đây là ngày gì, ngày hoàng đạo hay là cái ngày xích khẩu, ngày gì thì cái sách trong thầy đầy đủ. Thì tất cả những cái đấy nó đều được gọi là giới cấm thủ, nên là mình đang chấp giữ vào, mình đang chấp thủ vào những cái mà nó không có thật, những cái sai lầm. Những cái này ở thế gian thì lại rất là phổ biến, mỗi một nơi thì có một cái văn hóa khác nhau. Cái văn hóa mà chấp và cái sự cúng kiếng hay là xem ngày giờ đấy thì bắt đầu sinh ra ở Trung Quốc, và những cái nước nào ảnh hưởng cái văn hóa của Trung Quốc mới có cái tục lệ. Những cái nước nào mà ảnh hưởng cái văn hóa của Ấn Độ thì không có cái tục lệ, không nặng cái tục lệ này lắm, nhưng mà lại nặng về tục lệ đó là có những cái pháp tu luyện là như là thờ bò hay là hạnh con bò, hạnh con chó này, hay là đi tắm sông để rửa tội, hay là những cái pháp của phương Tây, người ta cũng có những cái pháp rửa tội, dùng cái nước thánh rửa tội nào kia đấy. Thì đấy cũng là trong một trong những cái tà kiến gọi là giới cấm thủ. Mình cứ tưởng là làm cái việc đấy mà nó thành tựu được. Có những người như người ta sống ở sông Hằng, người ta nghĩ là xuống sông Hằng tắm là sẽ hết tội, tạo bao nhiêu tội lúc tắm cái là hết. Có những người thì nói là đi rửa tội là hết tội, đi tắm để rửa tội. Thì còn có những người thì nói là mình cứ cầu xin lễ bái là cầu cái gì cũng được cái đấy, thì cái đấy nó đều thuộc về gọi là người cấm thủ. Còn ngã chấp thủ là một cái chấp thủ là một cái sự cố chấp cho rằng có một cái đấng tạo hóa, hay có một cái đấng linh hồn bất tử, hay là cố chấp vào năm uẩn để cho cái thân năm uẩn này là ta, là của ta, tự ngã của ta. Thì cái đấy được gọi là mình ngã chấp thủ. Mình chấp có một cái đại ngã, tức là có một cái đấng sáng tạo chủ, hóa sinh chủ. Mình chấp là có một cái đấng mà đã sáng tạo ra cái sự sống này, đã hóa sinh ra cái sự sống này, an bài cái sự sống này. Đấy được gọi là một cái ngã chấp, chấp vào đại ngã. Hay là có một cái người nói rằng khi chết sẽ có một linh hồn tồn tại vĩnh viễn ở cái cõi âm phủ. Và khi mình chết thì người ta hay nói là trở về với ông bà tổ tiên hay là, thì cái đấy được gọi là ngã chấp thủ, chấp rằng có một linh hồn. Đấy cũng là một cái sự chấp trước. Hay là có chúng sinh thì cho chấp thân năm uẩn này là một cái tự ngã của mình. Tôi thân này là của tôi, cái sự niềm vui là của vui buồn là của tôi, chấp vào sắc thọ ấy, tư tưởng của tôi chấp vào tưởng này, hành động của tôi, việc làm của tôi, đấy là chấp vào hành này. Nhận thức của tôi, hiểu biết của tôi, suy nghĩ của tôi, đấy là chấp vào thức ấy. Sắc thọ tưởng hành thức, đấy là được gọi là những cái chấp thủ. Thì có bốn cái loại chấp thủ đấy: dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ, ngã chấp thủ.
nó được sinh ra từ tham ái, tham ái đó, mà nó mạnh quá nó trở thành chấp thủ. Thế bây giờ mình cứ ưa thích một cái gì đó vừa vừa thì nó mình sẽ không, thì nó không có chấp thủ, nhưng mà ưa thích một cách quá đáng là nó sinh ra chấp thủ. Từ ái, cho nên là gọi là ái duyên cho thủ. Ái và thủ là một phần của phiền não luôn. Ái là tham tàng kiến, thủ cũng là tham tàng kiến. Khi mình tạo lên một cái thiện nghiệp như bố thí và ước nguyện xin trở lại làm một người ở tương lai, thì trong đó có cái vô minh, tham ái chấp thủ hành nghiệp. Nếu tham ái với đời sống ở ngũ dục ở cõi người thì là dục thủ, thì dục thủ sinh bởi sự sinh của dục ái, cho nên dục thủ sinh, dục ái là nhân, dục thủ là quả. Khi mà cái tâm tham ái nó sinh lên, nó là tâm tham tà kiến, nó có 20 cái trạng thái tâm nó cùng sinh khởi một lần, và cái tâm mà chấp thủ sinh lên nó cũng là tham tà kiến, nó có 20 cái trạng thái tâm nó sinh lên cùng sinh lên một lần, gọi là tham ái là nhân và chấp thủ là quả. Thì cái lúc đấy một cái người hành giả mà hành thiền sẽ muốn phân biệt được cái tham ái duyên cho chấp thủ này, thì cái vị đó cần phải đi tạo tác một cái nghiệp gì đó, khởi lên một cái phiền não luôn. Ví dụ như là vị đó tạo một cái thiện nghiệp như là lễ Phật hay là bố thí cúng dường, sau đó vị đó ước nguyện cầu mong cho tôi trở lại làm người, thì cái ước nguyện xin trở lại làm người đấy thì nó sẽ có bao gồm vô minh, tham ái, chấp thủ về trong đó. Để tham ái là mình ưa thích với cõi người, và chấp thủ là mình chấp trước vào cái thân tứ đại này, cái thân nam muội này là ta này. Thì đấy được gọi là dục thủ, chấp vào những cái cảnh dục trần này. Thì có cái sự chấp thủ đấy thì nó mình mới tái sinh trở lại làm người. Mình chấp thủ một cái gì đó thì mình sinh trở lại ở đó. Tham ái với đời sống ngũ dục của cõi người, ví dụ mình ưa thích là sinh ra làm người có nhiều những cái cảnh ngũ dục, được hưởng những cái cảnh ngũ dục như là cái sắc thanh hương vị xúc, để sinh ra làm người để mình hưởng thụ những cái phước báo của cõi người như là sống lâu mạnh khỏe, ăn vui sắc đẹp. Đấy là những cái cảnh, những cái niềm vui của cõi người nó hấp dẫn, nó làm cho một cái chúng sinh mê mẩn, cứ muốn được làm người mãi để hưởng thụ những cái cảnh dục trần. Nhưng mà bây giờ mình có muốn sống lâu không? Ai muốn sống lâu? Sống lâu để làm gì? Để được hưởng thụ những cái cảnh trần, có phải không? Hưởng thụ cái cảnh sắc thanh hương vị xúc ở bên ngoài. Thì đấy được gọi là mình đang sống và tham ái và chấp thủ đối với ngũ dục ở cõi người. Đấy, được gọi là dục thủ đấy. Nhưng bây giờ mình bây giờ có những cái chúng sinh ở trong địa ngục, ở trong địa ngục luôn luôn chịu những cái nỗi khổ đau, nỗi khổ đau. Thì cái những cái chúng sinh đấy mà cái tuổi thọ ấy mà nó càng ngắn thì lại càng tốt, mà càng dài thì lại là càng khổ đau bất hạnh. Còn những cái chúng sinh như ở cõi người hay là cõi thiên giới thì những cái chúng sinh đấy tuổi thọ càng dài thì càng tốt, tuổi thọ càng ngắn thì càng bất hạnh. Bởi vì những cái chúng sinh này có thể hưởng thụ được các cái ngũ dục, chấp thủ vào ngũ dục. Còn những cái chúng sinh không có hưởng thụ được các cái cảnh ngũ dục, đó là chúng sinh ở cõi những địa ngục và cõi ngạ quỷ, là những chúng sinh không hưởng thụ được ngũ dục. Cho nên là cái người chết rồi mình hay đi làm lễ cầu siêu cho người ta. Tại sao nói là cầu siêu là làm sao? Ví dụ như là một cái người chết đấy, người ta sinh làm ngạ quỷ, và khi làm sinh làm ngạ quỷ người ta chưa được, thì được gọi là chưa được siêu thoát. Và bây giờ mình chỉ mong muốn cho người ta được siêu thoát, tức là mong muốn cho người ta được đi tái sinh về một cái cõi nào khác, không phải ngã quỷ. Mà bây giờ người ta đang nằm ngã quỷ là một chúng sinh có sự sống, và mình muốn cho người ta sinh về cõi khác cơ, thì có nghĩa là người ta phải chết cõi này thì mới sinh được về cõi kia, phải không? Chết cõi này mới sinh được về cõi kia, thì có nghĩa là mình đi cầu cho cái người này chóng chết để còn chóng được đi sinh về, để chóng được đi tái sinh. Mày có hay đi làm lễ cầu siêu không? Cầu siêu là làm sao? Cầu mong cho ông bà tổ tiên để tôi chóng chết để con được đi tái sinh.
Vậy tại sao mình không mong cho mình chóng chết thì còn đi tái sinh? Mà mình lại mong cho cái người người ta đã chết rồi, nhưng mong cho người ta chết nữa để còn đi tái sinh tiếp. Thì cầu siêu là như vậy đấy, cái ý nghĩa của cái cầu siêu là thế đấy. Mình chỉ sợ là ông bà chưa được siêu, nên là rằm tháng 7 thế này đi làm lễ cầu siêu. Siêu là làm sao? Siêu là siêu sinh, sinh có nghĩa là đi tái sinh, mau mau đi tái sinh về một cái cõi khác đi. Mình nhớ ông bà đang sinh ở cõi thiên giới nhỉ? Đang sinh lên thiên, mình còn mong cho ông bà chết thì cõi thiên ấy sinh lại đầu thì làm người để sống với mình nhỉ? Hay là có người đến người ta sinh lại làm người rồi mình còn đi cầu siêu người ta làm gì nữa? Mong người ta chết thì còn sinh về cõi khác nữa. Cho nên là thấy cái hành động cầu siêu nó có vô lý không? Cái pháp cầu siêu nó thế đời ở thế gian nó vậy. Thế gian đôi khi do cái chi kiến của cái con người ở thế gian, do không tuệ chi được cái pháp nhân duyên, do không quán chiếu được cái pháp duyên khởi, cho nên là cái con người ta sống ở trên đời sống với một cái sự sống nó rất là vô lý, sống với những cái tưởng chi nó rất là sai lầm. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là chúng sinh sở dĩ không tuệ chi được cái pháp nhân duyên này, cho nên họ rối ren như một tổ kén. Đời sống ở trên đời nó cứ rối ren như một tổ kén, bùng nhùng như một cuốn chỉ, không có đầu không có mối. Cái cuộc sống này nó rất là rối loạn như vậy, mình không có hiểu. Thì những cái chúng sinh nào mà đang ở cái cõi ngã quỷ đấy mà được siêu sinh thì đó là tốt. Được chết, tức là được, mong cho họ chết để họ được sinh về cõi khác thì đó là một điều hạnh phúc. Bản thân người ta có muốn chết không? Người ta cũng rất là muốn chết. Chỉ có mỗi hai cái cõi mà người ta muốn chết, càng sớm chừng nào tốt chừng đấy, đó là cõi địa ngục và cõi ngã quỷ. Hai cõi đấy cực kỳ muốn chết mà không chết được. Còn các cái cõi khác thì chỉ muốn sống, sợ chết. Tất cả các cõi khác đều sợ chết, chỉ có mỗi hai cõi là muốn chết. Cho nên là nếu như thấy ông bà sinh vào một trong hai cái cõi đấy thì hẳn cầu siêu. Còn sinh về cõi khác thì đừng có cầu siêu. Bây giờ làm sao mình biết được ông bà sinh về cõi nào? Muốn biết mà sinh về cõi nào chịu khó đi hành thiền để sao là phát triển thiên nhãn hay là quán thì mới thấy được. Còn không có cách nào khác, mình đi xem bói toàn xem bậy hết. Thì ái duyên cho thủ, tham ái với sự hiện hữu của cõi người thì cái ngã chấp sẽ khởi sinh lên, cái ngã chấp thủ. Nếu tham ái với sự hiện hữu ở cõi người thì ngã chấp thủ sẽ sinh khởi, ngã chấp thủ. Mình chỉ mong muốn được sinh lại làm người thì lúc ấy gọi là ngã chấp thủ. Do mình quá tham ái đối với lại cái thân nam uẩn này, mình tham ái với thân nam uẩn này quá mức thì nó gọi là ngã chấp thủ. Với cái khuynh hướng đấy mà mình có đủ cái nhân duyên thì mình sẽ sinh lại làm người. Nếu tham ái khởi lên cùng với tà kiến cho rằng hưởng thụ ngũ dục ở con người là hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất thì được gọi là tà kiến thủ. Sắc ái là thích thú với cảnh sắc đạt được ở kiếp người thì gọi là dục ái. Sắc ái với thường kiến cho rằng con người là thường là tốt đẹp nhất ấy, thì được gọi là hữu ái. Sắc ái với đoạn kiến cho rằng chết rồi là hết thì gọi là vô hữu ái. Vì vậy ở sắc nó sẽ có dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Thanh nó cũng có dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Hương, vị, xúc, pháp, tất cả các cõi cao đều thế. Vậy sự sinh của dục ái, sắc nên dục thủ sinh. Sinh của hữu ái thì tà kiến thủ sinh. Sự sinh của vô hữu ái thì tà kiến thủ sinh. Thì tất cả những cái đấy khi mà thực hành đến cái pháp này sẽ quán một cách chi tiết như vậy. Hữu ái cho là thường sẽ sinh nên ngã chấp thủ. Ái duyên thủ thì cứ có nghĩa là mình có tham ái với một cái gì đó mà tham ái mạnh quá thì nó sẽ sinh ra chấp thủ, tức là mình cố chấp vào một cái gì đó thì nó được gọi là chấp thủ. Ví dụ mình chấp thủ vào cái thân, vào cái sắc thân này, cái thân này là vốn dĩ nó là tứ đại, vốn dĩ nó là tứ đại đất nước lửa gió chẳng hạn, nhưng mà mình lại bảo đây là thân tôi thì có nghĩa là mình đang chấp bốn cái là tôi này, mình đang cố chấp đất nước lửa gió này. Mình đạt thôi. Thế mà bây giờ ví dụ như là khi mà mình đi bài tiết ra ngoài ấy,
đi đại tiểu tiện ra ngoài, khi nó ra khỏi thân thì mình có chấp đây là của tôi không? Nhưng mà khi nó còn trong thân thì cái gì cũng là của tôi từ đầu đến chân. Rồi cái tóc này tóc của tôi, nhưng bây giờ mình cắt cái tóc này ra một quả thì nó còn tôi đâu. Thế khi mà nó ra ngoài nó đốt cái nó thành tro, nó không còn là mình nữa. Thế nếu như bây giờ mình nhìn vào cái thân này thì mình cứ nghĩ là đây là của tôi. Nhưng bây giờ tháo từng cái một ra. Thì bắt đầu mình đầu tiên là tháo hết cái bộ đầu ra, tóc ra tóc này. Xong bắt đầu cái nột da ra da này, móng này, gân xương tủy thận tim gan lá lách phổi ruột màng chia chẻ hết cái ra này. Đâu đâu là tôi thì lúc đấy mình còn nhận cái gì là tôi nữa không? Mình sẽ không còn nhận cái gì là tôi nữa. Thế bây giờ mình tham ái một cái người khác ở bên ngoài, thế mình cứ nhận đây là người của tôi. Nhưng bây giờ cái người đấy người ta tháo ra từng cái một, tóc nó bóng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan lá lách phổi ruột màng ấy, chia chẻ đều ra và đấy trong bằng này cái thì yêu cái nào nhất yêu cái nào thì lúc đấy mình sẽ nhận cái nào. Và gần đây cái nào là của tôi thì cái sự cái tham ái và cái chấp thủ nó chỉ là một cái ảo tưởng của con người như vậy, một cái sự ảo tưởng. Ví dụ như là bây giờ một cái đống gạch, một đống cát, một đống sắt, một đống xi măng nó còn đang đánh đống nó từng cái một ấy, thì chưa có ai khen nó là cuối đống gạch thì đẹp nhỉ, chưa có ai khen là đống cát xung quanh sắt thép này đẹp nhỉ. Nhưng mà bắt đầu xây nên thành ngôi chùa rồi, bắt đầu ai đi qua chỗ trầm trồ khen cái sao chùa đẹp thế nhỉ, xây nên thành ngôi nhà hay khen đẹp thế nhỉ. Cái gì nó đẹp đấy, cái vậy là gạch đá xi măng là cái gì đẹp đây? Thì cái đẹp thì nó chỉ là một cái ảo tưởng. Thì cái thân thể con người mình cũng thế, nó trong này nó chỉ là phân, là nước tiểu, là nước bọt, nào đờm, nào dãi, nào máu, nào mủ, tất cả những cái hôi tanh đấy nó kết hợp lại thì khen cái người kia đẹp nhỉ. Thế bây giờ mình phân chia mổ xẻ nó ra thành từng đống một, cái gì đẹp thì cái gì cũng kinh khủng ấy. Thế thì mình sống ở trên, chúng sinh sống ở trên đời vậy, mình đang sống trong cái ảo tưởng rất là lớn. Từ cái ảo tưởng ấy nó sinh ra cái tham ái. Và cái pháp để mà thực hành, để mình quay lại, mình quan sát, mình tuệ chi, mình thấy là mình mới hiểu ra được cái tà và cái chánh, cái sự nhận thức đúng và nhận thức sai. Mình hiểu rõ ra được cái cội nguồn gốc tích của các cái tâm là nó sinh lên do cái sự, do cái chi kiến của mình, do cái ảo tưởng của mình. Cái người đấy mình thấy được những cái pháp chân đế, mình thấy được cái sự thật tột cùng của tất cả những cái nó thuộc về vật chất, và thấy được cái sự thật tột cùng của tất cả những cái nó thuộc về tâm thức, để mình dứt được cái tham ái. Mục đích là khi mình hiểu ra sự thật để mình hết tham ái. Còn cái người mà không thấy được sự thật thì tham ái, còn người thấy được sự thật thì dứt được tham ái. Dứt được tham ái thì nó mới hết chấp thủ, hết chấp thủ thì nó mới hết được cái sự tái sinh. Thì cái dòng luân hồi nó như thế, do mình hiểu sai về những cái vật chất và những cái nó thuộc về tâm thức này, cho nên mình sinh ra tham ái. Từ cái tham ái đấy nó khiến cho mình đi tái sinh. Thì Đức Phật dạy cái pháp thực hành thiền để mình thấy ra được những cái sự thật, để mình dứt đi cái tham ái. Dứt tham ái thì hết chấp thủ, hết chấp thủ thì nó hết tạo nghiệp hữu, hết tạo nghiệp hữu thì hết tái sinh. Thế nên là chấp thủ, và bây giờ là thủ duyên hữu, phân biệt thủ duyên hữu. Hữu ở đây là một cái nghiệp hữu, có hai loại hữu, đó là sinh hữu và nghiệp hữu và sinh hữu. Nghiệp hữu là những cái thiện nghiệp và ác nghiệp mình đang tích lũy hàng ngày, sinh ra các cái sắc nghiệp và tâm quả ở tương lai. Sinh hữu là danh sắc tục sinh sắp sửa sinh lên trong cái kiếp hiện hữu đó. Tức là hàng ngày ấy, mình tạo những cái nghiệp, và những cái nghiệp đấy nó sẽ để lại một cái năng lực của nó gọi là nghiệp hữu. Ví dụ như là hàng ngày mình tạo rất là nhiều những cái nghiệp khác nhau, và những cái nghiệp đấy nó sẽ dẫn dắt mình đi tái sinh về những cõi sống khác nhau. Còn cái cõi sống mà mình sinh về nó lại tùy thuộc vào cái chấp thủ. Mình chấp thủ vào cái cõi sống nào nó sẽ tương lai sinh về cõi đời. Ví dụ như là bây giờ có hai người cùng đi làm các thiện nghiệp,
hai người đấy làm việc giống y như nhau, cũng đi bố thí là cũng cùng đi bố thí như nhau này, cùng giữ giới như nhau này, có những cái đức hạnh như nhau này, nhưng mà lại chỉ có cái khuynh hướng chấp thủ khác nhau. Có những, có một người thì chỉ ưa thích những cái niềm vui ở cõi người, còn một người thì lại không ưa thích cái niềm vui ở cõi người, chỉ mong muốn là được sinh lên các cái cõi thiên giới. Thì đấy là có hai sự chấp thủ khác nhau. Một cái người là chấp thủ vào cái thân con người, một cái người này chấp thủ vào cái thân chư thiên, thì cùng tạo thiện nghiệp bằng nhau, nhưng mà lúc sinh lại sinh về hai cõi khác nhau. Đấy, thì cái khuynh hướng mà cái nghiệp đấy nó sẽ trổ quả thì được gọi là nghiệp hữu. Cái nghiệp đấy, cái người mà chấp thủ ở cõi người mạnh thì cái nghiệp hữu này nó sẽ cho lại cái sinh hữu làm người. Còn cái người mà chấp thủ ở cõi thiên giới mạnh thì cái nghiệp hữu này nó sẽ cho cái sinh hữu ở thiên giới. Và cái nghiệp đấy, một cái người mà thực hành cái pháp thiền quán nhân duyên thì bị nó thấy được ngay trong cái lúc mà nó chưa trổ quả. Ví dụ mình có thể quán về tương lai, mình sẽ biết được là mình sinh về cõi nào. Nếu như lúc đấy mình khởi lên một cái chấp thủ sinh trở lại làm người, mình sẽ thấy được là hết cái kiếp sống là cái tâm tục sinh nó sẽ sinh trở lại làm người. Nếu như mình khởi lên cái chấp thủ là ưa thích sinh lên thiên giới thì mình sẽ thấy rằng là những cái thiện nghiệp mình đang làm ở đây nó hỗ trợ cho đến lúc chết mình sinh thiên. Thì đấy được gọi là nghiệp hữu và sinh hữu. Sinh hữu, nghiệp hữu là cái năng lực nghiệp nó trổ quả, còn sinh hữu là cái cảnh giới nó sẽ sinh đến. Và một cái người đó quán về tương lai thì nó sẽ thấy được cái sinh hữu của chính mình. Cho là gọi này, mình thủ ở đâu thì hữu nó về đấy. Mình ưa thích, cố chấp ở cái chỗ nào thì cái tâm thức sau này nó sẽ khuynh hướng về đấy. Thế thì thường thường là những cái người mà có được học Phật pháp mình mới biết là có cõi thiên giới. Những cái người mà không học Phật pháp trong tâm người ta cứ nghĩ là chết rồi là hết, người ta không thì người ta có chấp thủ về các cõi thiên giới không? Người ta không có cái chấp thủ đấy thì người ta chết đi về đâu? Thường thường người đấy chết thì ít khi được sinh thiên. Những người nào có niềm tin rằng có cõi thiên thì người ta mới có cái ưa thích sinh về cõi thiên, người ta có chấp thủ người ta mới được sinh về cõi thiên rồi. Còn có người nói là làm gì có cõi trời, tôi chỉ thấy cõi người, tôi chắc là chỉ có chết rồi thì chẳng biết là nó sinh về đâu, nhưng mà tôi không tin có cõi trời. Thì người đó không tin, không chấp thủ cái cõi đấy thì người ta sẽ không sinh về đấy. Thì dù người ta có làm bao nhiêu thiện nghiệp đi chăng nữa thì nó cũng cùng lắm vì đó chỉ sinh lại làm người, không thể sinh cao hơn được vì đó không có chấp thủ ở những cái cõi trên mà. Cũng như thế các cái, nhưng mà cái chấp thủ ấy nó còn tùy theo cái nghiệp mà. Nếu như mà cái vị đó rất là ưa thích trở lại làm người, ưa thích sinh thiên nhưng lại là tạo những cái ác nghiệp thì vị đó khuynh hướng đi về đó. Vì tạo những cái ác nghiệp thì cái, dù vị đó có ưa thích sinh lên cõi cao nhưng mà khi chết nó vẫn rơi xuống cõi thấp, bởi vì cái nghiệp, cái năng lực của nghiệp nó trổ quả. Nó không thể khiến cho vị đó sinh về cái cõi vị đó mong muốn được. Vì đó cái năng lực của nghiệp nó sẽ cuốn hút cho vị đó phải sinh vào những cõi khổ. Thế đó là thủ duyên cho hữu. Nếu bây giờ mình mà tạo một cái ác nghiệp thì mình quán xem cái ác nghiệp thì nó sẽ dẫn đi đâu, thì lúc đấy mình sẽ thấy đến, nếu như đến cái tâm cận tử của mình nó bắt vào cái ác nghiệp đấy, mình chỉ có ba trạng thái: rơi xuống địa ngục, hoặc ngã quỷ, hoặc là súc sinh. Do cái năng lực của nghiệp đấy nó để lại cái sanh hữu, thì cái nghiệp thủ là đây và hữu là đây. Do có cái chấp thủ này nó để lại cái nghiệp hữu, năng lực của cái hành động này. Chấp thủ thì nó là một cái dạng tâm tham tà kiến, nó có 20 cái trạng thái tâm. Còn nghiệp hữu là cái nghiệp thiện thì nó có 34 tâm. Nó bằng cái hành động này, cái hành động nó để lại cái nghiệp. Ví dụ như là vị đó tạo một cái thiện nghiệp được khởi lên một cái ước muốn được sinh trở lại làm người, thì cái ước muốn đấy có vô minh tham ái và có chấp thủ. Cái hành động thiện đấy là hành, cái năng lực của cái hành đấy là nghiệp hữu, và cái năng lực của cái hành này nó khiến cho vị đó đi tái sinh về một cái cõi sống khác. Chấp thủ, thủ là nhân mà hữu là quả.
Và từ cái hữu này nó mới duyên được sinh. Có nghiệp hữu thì mới dẫn đến cái sự tái sinh. À, nếu mình mà nghiệp hữu ở cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới thì nó sẽ sinh về cõi dục giới, cõi sắc giới hoặc là cõi vô sắc giới. Năng lực của nghiệp sẽ trở thành một cái nghiệp hữu, sau đó hướng tâm về thời điểm cận tử của kiếp sống này. Nếu tâm mình mà bắt về một cái nghiệp nào đó thì đó là nghiệp hữu, và nó sẽ cho quả sinh ra một cái danh sắc phúc sinh ở tương lai. Hữu duyên cho sinh. Bây giờ mình muốn biết là tại sao mình lại tái sinh ở cái cõi này, thì lúc đấy mình sẽ thấy được một cái nghiệp hữu mà do mình đã tạo trong quá khứ. Tại sao lại có nghiệp hữu là do mình có cái sự chấp thủ. Vậy thì những cái ai mà sinh trở lại làm người này, mình có biết nguyên nhân tại sao mình trở lại làm người không? Mình biết được nguyên nhân không? Do mình chấp thủ vào những cái một là mình chấp thủ vào cái thân năng lượng của con người, hai là mình chấp thủ vào những cái cảnh dục trần ở bên ngoài. Mình có cái chấp thủ như vậy thì những cái năng lực của cái nghiệp mà mình đã tạo trong quá khứ nó mới xui khiến cho mình tái sinh lại làm người này. Còn nếu như mà trong cái kiếp quá khứ ấy, mình mà có cái khuynh hướng là muốn sinh lên cái cõi thiên giới thì cũng cái thiện nghiệp đấy nó có thể khiến cho mình sinh cái cõi thiên giới được. Đấy, cho nên là chúng sinh ở trong các cõi sống nó rất đa dạng và rất nhiều. Vòn sinh về cái cõi nào đấy là do cái ý thức của mình, do cái sự tham ái và do cái chấp thủ của mình. Cái mình tham ái cái gì mạnh, mình chấp thủ cái gì mạnh thì cái nghiệp nó sẽ khuynh hướng mình về cái cõi đó. Cái năng lực của nghiệp nó sẽ đưa mình tái sinh về cõi đó. Vậy thì mà nghiệp hữu có là do chấp thủ là do tham ái là do thọ, thọ có là do xúc. Cứ như thế truy lần ra cái nhân duyên, cái nguyên nhân của cái dòng sinh tử. Hữu có cái nghiệp hữu đây cho nên tái sinh, có cái nghiệp hữu ở cõi dục rồi tái sinh cõi dục, nghiệp hữu ở sắc thì cõi sinh cõi sắc, nghiệp hữu ở cõi vô sắc thì tái sinh cõi vô sắc. Nghiệp hữu là cái nghiệp về dục giới, ước nguyện sinh làm người hoặc chư thiên thì tâm tục sinh đó sẽ trở làm người hoặc chư thiên. Thế bây giờ mình khởi lên một cái ý muốn, muốn tương lai sinh về đâu. Bây giờ mình muốn làm sao? Mình muốn, bây giờ mình tin rằng là có cái dòng luân hồi như vậy, mình có cái tham ái, mình có cái chấp thủ ở đâu thì tương lai nó sẽ sinh về đấy. Vậy bây giờ mình muốn sinh về đâu? Bây giờ trong cái tâm của mình, ý muốn của mình làm sao, khởi lên cái chấp thủ như thế nào, vẫn muốn sinh trở lại làm người, hay là muốn sinh lên cõi thiên giới, hay là muốn sinh cõi phạm thiên, hay là muốn chứng niết bàn, hay là muốn thành Phật, muốn cái gì? Cái ý muốn đấy nó là tham ái. Tham ái nó mạnh lên một tí là nó thành chấp thủ. Chấp thủ này, những cái nghiệp mình làm thì nó sẽ hướng về những cái cõi mà mình chấp thủ đấy. Khi mà nó hướng về cõi chấp thủ đấy thì đến lúc chết mình sẽ tục sinh về cái cõi đó. Và sinh là duyên cho già chết. Do có sinh thì sẽ có già và có chết. Có hai loại già chết, một cái loại là già chết thông thường và một cái loại già chết trên danh sắc chân đế. Già chết thông thường đó là mình sống được bao nhiêu tuổi thì mình gọi là già. Ví dụ ai mà gặp mình chào ông chào bà lúc đấy là già rồi ha. Mà lúc đấy mà ai người ta gặp mình còn gọi là chào em chào anh là lúc đấy mình còn trẻ. Còn nếu là gọi chào cụ là sắp sửa ra đi rồi thì cái đấy tuổi già, đây là tuổi già chế đấy. Tuổi già chế đấy được gọi là tuổi già thông thường và cái chết thông thường do mình sinh nên mình có già. Còn cái mà già chết trên cái sự thật tột cùng ấy, là nó già chết trong từng sát na một. Ví dụ như là danh sắc của mình nó sinh lên một cái rồi nó trụt một cái nó diệt luôn. Danh sắc của mình mà cái thân của mình vậy nó sinh diệt liên tục, sinh diệt liên tục. Cái tâm của mình nó sinh diệt liên tục, sinh diệt liên tục. Thì cái thân tâm của mình nó cứ già và chết, già chết trong từng sát na, trong từng sát na. Một cái búng bóng tay như thế này thôi, trong một cái thời gian bằng cái chớp mắt thôi nó đã sinh diệt hàng trăm hàng ngàn lần rồi. Đấy là nó già chết. Cái già chết đấy mới là cái già chết đáng sợ, mới là cái già chết thật.
Còn cái già chết thông thường gọi là tuổi già và sự chết này, nó chỉ là một cái già chết mà do mình đặt ra. Cái người tóc bạc rồi, rụng răng rồi mới được gọi là già, lưng còng rồi, đi nỗi cũ rồi, đấy là do con người chế này, chế định là, có nơi thì chế là 50 tuổi gọi là già, nhưng có người không, 50 tuổi còn trẻ, 60 tuổi mới là già. Có người bảo không, 70 tuổi mới là già. Bây giờ hỏi mấy người 70 tuổi đã già chưa mà, không, tôi còn trẻ lắm. Người 80 tuổi mới là già. Thì cái già đấy nó gọi là chế định là vậy đấy, quy định cái tuổi đấy là già. Nhưng mà cái người đạt đến tuổi đấy người ta bảo không, tuổi này chưa già, 90 tuổi mới là già. Thì cái già đấy là già theo quy định của mỗi người. Nhưng cái thật sự là luôn luôn già và luôn luôn chết, thân tâm của mình nó sinh lên một cái, nó trụ một cái, nó diệt đi một cái, già chết trong từng khoảnh khắc một. Thì đấy là sinh duyên già chết. Thì cái quán này, quán về cái đấy thì thấy nó mới kinh cảm. Quán già chết thì sát na sinh là sinh, sát na trụ là già, sát na diệt là chết. Danh sắc nó sinh trụ liên tục như vậy. Sầu bi khổ im lãng đều thuộc nhóm tâm sân, sinh nên ở những người chưa đoạn trừ sân. Đối với các bậc A-la-hán thì không có sầu bi khổ im lãng. Có tục sinh, có cái sự sinh lên thì nó có sầu. Ví dụ mình có những cái gì mà mình không hài lòng thì nó sẽ sinh lên cái tâm sầu bi đấy. Bởi có tục sinh cho nên là có cái tâm bi ai, bởi có tục sinh cho nên là có khổ, bởi có tục sinh cho nên là có yêu, bởi có tục sinh cho nên là có cái sự não. Não là cái tâm mà não hại, là cái tâm mà nó oán hận giận hờn này. Nhưng những cái tâm này nó chỉ có ở những chúng sinh ở cõi dục giới thôi. Còn những chúng sinh mà sinh ở cõi phạm thiên sắc giới thì nó không có cái sầu bi của yêu não. Người nào mà đắc thiền sinh ở cõi thiền này thì nó chỉ có già chết thôi. Chỉ có già chết thì nó không có sầu bi yêu não. Còn những cái chúng sinh mà sinh ở cái cõi dục giới thì có già chết và sầu bi yêu não. Thì lúc đấy mình sẽ thấy được cái nhân do có tục sinh cho nên là có sầu, có bi, có khổ, có yêu, có não. Cho nên là ở cuộc đời này, cuộc đời là biển khổ, bởi vì làm sao, bởi vì nó có sầu bi yêu não, bởi vì nó có sinh già bệnh chết. Thì lúc đấy bắt đầu mới truy này, tại sao lại có cái khổ này. Lúc đấy mới tìm ra cái nhân, tại vì có sinh thì phải có khổ. Tìm ra tại sao có sinh, bởi vì có cái nghiệp hữu. Tại sao có nghiệp hữu, vì có chấp thủ. Tại sao có chấp thủ, bởi vì là có tham ái. Tại sao có tham ái, bởi vì là có cái sự cảm thọ. Tại sao có cảm thọ, vì có tiếp xúc. Tại sao có tiếp xúc, bởi vì có lục nhập sáu căn. Tại sao lại có sáu căn, bởi vì có danh sắc. Tại sao có danh sắc, vì có thức. Tại sao có thức, vì có hành. Tại sao có hành, vì có vô minh. Tại sao lại có vô minh, là bởi vì mình có những cái, bởi vì là mình có những cái tạp kiến, mình có cái, mình có những cái ô nhiễm, có cái tâm ô nhiễm, có những cái tạp kiến, có cái sự hiểu biết sai, do mình không thân cận các bậc thánh, không thân cận bậc chân nhân, không có nghe pháp và không có sự tu tập. Cho nên là cái tâm trí của mình nó mới bị vô lân, vô minh nó che lấp. Bởi vì một cái người muốn đoạn trừ được khổ đau thì cái việc đầu tiên là phải lắng nghe chánh pháp, phải tu tập theo giáo pháp. Rồi sau đó thì nó sẽ đoạn trừ được vô minh diệt thì hành thức danh sắc lục nhập nó cứ vậy nó diệt diệt. Thì cái dòng sinh tử ấy nó sẽ đi đến đoạn diệt, đi đến cái sự chấm dứt cái dòng sinh tử luân hồi. Cho nên là cần phải có, muốn chấm dứt được cái dòng sinh tử luân hồi là phải có nghe giáo pháp, phải có thực hành giáo pháp, phải có chứng ngộ được giáo pháp thì nó sẽ đoạn trừ được cái dòng sinh tử đấy. Còn ai mà còn chưa nghe giáo pháp, chưa thực hành giáo pháp và chưa chứng ngộ được giáo pháp thì cứ bị cái mắc xích sinh tử này nó cứ trói, cái trói buộc ở trong luân hồi dài dài và mãi mãi. Hết cái pháp 12 nhân duyên. Để mọi người hồi hướng. Idame punyam asawa kadam
Vaham hotu idame punyam nibbanasa pajayo hotu mama punya bhagam sabbasathanam pajemi tesabe metamam punya bhagam nabantu. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Phật. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Pháp. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Tăng. Nhất định nhờ sự hành pháp tuần tự này, con sẽ thoát khỏi sinh già bệnh chết. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Phước lành này của con xin chia đến tất cả chúng sinh. Mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy đều nhau. Sa-ma.